Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chơi thử một con game nông trại mới. Thực ra nó cũng không mới nữa. Nó là con game khá cũ gần đây rồi. Cũng ra được hình như là 2-3 năm rồi. Nhưng mà gần đây thì có một bản update rất là quan trọng, rất là lớn dành cho con game luôn. Đây. Game này thì hầu hết là anh em sẽ nghe qua cái tên nó từ lâu rồi. Tại lúc mới ra mắt thì nó rất là nổi luôn. Hiện tại thì cũng đang nổi nữa. Hơn 8.000 người đang chơi cùng lúc. Hôm nay thì cũng đạt được con số là 17.000 người đang chơi cùng lúc nữa. Game cũng ra mắt khoảng 2 năm rồi. 2 năm thiếu 2 ngày nữa là 2 năm. Thì đây là một con game nông trại, anh em nhập gia vào cái thời Trung Cổ, xây dựng cái làng mạc, bắt đầu từ một thằng lính dân làng bình thường vậy thôi. Thì mình phải làm rất là nhiều công việc luôn. Hiện tại thì cái bản mới nhất đó, bản update 1.0 hay là 1.02 gần đây á, thì nó đã ra chức năng mới là co-op, anh em có thể chơi cùng bạn bè. Đây, tính năng co-op mới ra mắt luôn. Những con game mà đã phát triển một thời gian rồi mà bây giờ họ ra tính năng co-op á, chứng tỏ họ đầu tư rất là nhiều tâm huyết cho con game luôn. Tại vì định hướng ban đầu khi phát triển con game á, nếu như mình làm co-op từ đầu á thì nó tương đối dễ hơn chứ. Còn nếu như mình đã ra mắt một thời gian rồi, sau này nâng cấp tính năng rồi làm thêm cái chức năng co-op đồ đó, thì phải đầu tư rất là nhiều nhân vật lực đó. Thành ra cũng có một số update mới nữa nè, new map, bản đồ mới gì nè. Đây là con game nông trại dưới mà cái đồ họa nó nhìn cũng tương đối hỗn áp đó nha. Đúng cái chất Trung Cổ luôn, anh em làm việc rất là cực lực. Game này thì chữ nghĩa nó nhiều lắm, nên tôi cũng lên mạng tìm tìm cái bản mà dịch quá nhanh cho anh em. Dịch quá nhanh là cái bản mà Google dịch á, thì cũng có rất nhiều bên làm luôn. Nãy giờ tôi nhét vô nhiều cái vô thì hầu như không có nào hoạt động cả. Chỉ có cái bản của mail dịch quá.com gì đó thì nó chạy ổn ổn thôi. Hy vọng là trong lúc chơi game thì nó không phát sinh lỗi quá nhiều. Đây, giờ tính năng co-op cùng bạn bè là chúng ta thấy có 3-4 người đi làm rất nhiều việc. Chứ game này anh em chơi một mình thì nó rất là chán, bởi vì tiến độ nó chậm lắm. Mình rất là nhiều việc phải làm trong ngày luôn, nên thành ra là nó chậm chậm từ từ vậy đó. Anh em chơi một mình là phải đầu tư rất nhiều thời gian vô. Chắc cũng khoảng là mười mấy 20 giờ thì mới bắt đầu cảm nhận được cái hay của game này. Còn nếu anh em có bạn bè thì cái tốc độ thời gian nó nhanh hơn rất nhiều. Mỗi người mỗi việc mà. Làm việc năng suất cao, hiệu suất tốt thì nó cứ nhân cái khoảng thời gian lên thôi. As they are the future. Like đấy. Xong rồi, vô thử game coi nó làm sao. Thì cái bản của tôi là cái bản diệt hóa của mê diệt hóa luôn. Top tip, gồ đứt sạch. Gender kill game. Đây, cái bản của mê diệt hóa.com. Thì tôi vẫn không biết nó có ảnh hưởng gì đến con game nhiều không. Thì chung quy vẫn là cái mà diệt hóa của Google dịch thôi. Lắc đầu là sao ta? À không, cái lắc đầu này là tôi đoán không lầm á, thì nó sẽ gắn cái camera vô cái đầu của mình luôn, nên khi mình chạy bộ hay là di chuyển gì cái đầu lắc lư á là cái ảnh trong game nó cũng lắc theo luôn. Hơi thở của người chơi là sao, bỏ nó đi. Hút thời lượng không báo, cái này thì không hiểu cho lắm. Chế độ cửa sổ nè, hiệu suất, góc nhìn thì chắc để lên cao cho mà mình đỡ chóng mặt một tí. Cái này là vi sinh gây sinh. Đồ bạ thì lên mà cao thôi. Cái này DFAO hay là Depth of Field gì ta? Cái phông chữ này nó thực sự rất là khó nhìn luôn. Khi ra tiếng Việt nó cũng rất là khó nhìn đó. Tán lá thì không cần đâu, tôi không có đam mê cái vụ nhìn vô cái tán lá như thế này. Âm thanh thì âm nhạc sao mà thấp dữ vậy. Giao diện người dùng, môi trường, chế độ nền, độ dậy chuột, tay cầm, bộ điều khiển rung. Tôi rút cái tay cầm nghe chưa ta. Rồi, cơ bản gì là được rồi. Thung lũng với cung bò, tôi nghĩ là cái này nó mới ra thôi. Cái này chỉ chơi đơn, cái này là bản chơi gốc.
nên vô thử cái này. Tùy chỉnh trò chơi là cái gì? Độ dài của ngài. Khó khăn có mức dễ không? Nó chết rồi, nó vô luôn rồi. To have a simple life. Tôi đã từng có một cuộc sống đơn giản, bất cứ việc gì cần làm quanh trang trại tôi đều sẽ làm. Đúng một nông dân đích thực luôn. Là con trai cả, điều đó thật là khó khăn. Nhưng ít nhất chúng tôi còn có cuộc sống, và nông trại của chúng tôi không bao giờ trống. Cái field là chữ đồng, chứ không phải chữ đĩa. Sau đó chiến tranh ập đến. Tôi đã mất tất cả chỉ sau một đêm. Khổ quá không? Cuộc đời nông dân. Điều cuối cùng tôi nhớ là cha đẩy tôi ra xa, la hét và bảo tôi chạy đi. Sống. Hãy sống. Lúc đầu tôi không biết làm gì, sau đó tôi nhớ ra. Một câu chuyện mẹ tôi từng kể cho tôi. Câu chuyện về chú tôi, Ong Dan. Ông kiếm được một gia tài khiêm tốn ở phía Bắc, trong một thung lũng yên bình cách xa chiến tranh. Trong nhiều tuần tôi đã suy nghĩ đến việc đó, tìm đường đến khung lũng. Trong những câu chuyện của mẹ, tôi có thể tưởng tượng thấy nó. Đây là nơi mà tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nói chung là mình mất tất cả, bây giờ mình là lưu vong á. Đi tìm cái ông chú mà theo cái lời kể của người mẹ thôi. Mà con xa họ hàng, nên bây giờ mình đến đó là sống tạm bợ. Trong xưởng thì mình có thể chế tạo những dụng cụ cần thiết để chế biến nhiều món ăn trong nhà bếp. Game này chưa gì thấy là tương lai mịt mù tăm tối rồi đó. Còn đuốc không chỉ là cung cấp nguồn ánh sáng mà nó còn mang lại cái hiệu ứng tốc độ chuột quá nhanh này. Không chấm ba độ nhảy dọc cũng không chấm ba luôn. Một cũng đó. Như thế này cũng khá lỗn. Nhưng mà cái bóng nó nhìn. Cái này là đổ bóng nè. Bóng thì thấp thôi. Thực ra mấy con game này bóng là nó không cần nhiều đâu. Cái này là tùy chỉnh mà dịch ra chữ phong tục nè. DGSX12. Ok. Bây giờ bắt đầu một cuộc sống mới. À, đi hướng này mới đúng. Gustavonia hả? Đi này cái hướng dấu chấm than 300 m. E là lấy. Thu nhập tài nguyên, nút E là thu nhập. Ở trên dịch đúng rồi đó, dưới dịch chữ là sưu tầm. Tất cả các tài nguyên cơ bản có thể thu nhập trong tự nhiên, chỉ cần nhìn xung quanh và tiếp cận nó. Cái mảnh gỗ á, cái mảnh gỗ là cái gì? Bờ gan hay là ít tích vậy? Gan hay là tích vậy đó, chứ không phải chữ gậy đâu. Là thứ rất dễ tìm. Đá nhờ hỏi mọc thì lại khó tìm hơn. Nên di chuyển khi con chó lên nó một mong muốn tới đó thì nhấn E. Rồi. Nhấn Tab là đi đến cái khu kiến thức, nó sẽ hướng dẫn của mình qua từng cái như thế này. Rất nhiều luôn nha. Cái này có thời gian chơi mới tìm hiểu được. Bây giờ chúng ta đi lại cái chỗ chấm than, tìm ông chú của mình. Điểm động vật được phát hiện và đã lưu vô báo cáo. Có mơ tình đó không mà nhìn nó khó chịu vậy ta, chóng mặt vậy đó. Mình tranh thủ lụm được bao nhiêu thì lụm trước đi. Chuột phải là đỡ,
Đỡ có nghĩa là block á, block á, chứ không phải là chữ khối đâu. Ồ, có người lạng dưới kìa. Điểm động vật được phát hiện là con quạ. Game này chắc phải giảm cái đồ quạ xuống rồi. Con máy rồi nó chịu không nổi, anh em thông cảm thôi. Xấu quá, không được. Xấu quá cũng không được. Chịu khó gì thôi, thì thoảng nó góp liên tục luôn, tại mình load map lần đầu là nó gì đó, tí nữa thì hy vọng nó đỡ hơn. Nói chuyện với người quản hành, tức là ông chủ cái làng á. Đi đâu vậy baby? Hello, cháu không biết ông, chúng ta không nên nói chuyện. Mười mét vì ổng là đây phải không? Ồ, đôi mắt đó, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại chúng. Một bên như bầu trời là màu xanh, một bên màu xanh dương, một bên đen như cục than. Hình như là mắt mình là có hai màu, giống bà mẹ mình, nên ổng nhìn vô là ổng nghĩ ra của bà chứ không phải là của mẹ. Vậy bạn không phải là một trong số đó. Tốt, tôi tưởng mình đã quên mất, nhưng mắt bạn giống hệt anh ấy. Tôi mới đến vùng đất này thôi. Tôi tên là Gamishi. Tôi là con trai của Wanda phải không? Cháu trai của Ayoan. Sao ông biết mẹ tôi? Thực sự là tôi biết được cô ấy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Cô anh ấy thì cô ấy không phải anh ấy nha. Cô ấy luôn muốn giữ gia đình mình tách biệt. Hồi nãy bà mẹ kể về ông chú á, anh bấy xưng là cô ấy. Tôi không biết. Đợi tí, ý bạn là gì khi nói mà tôi có biết cô ấy không? Cô ấy còn khỏe chứ? Rồi, cô ấy nó qua đời trong cái chiến tranh này. Thế giới này tôi đón tàn khốc nhưng cũng đẹp đẽ như vậy. Xin lỗi chàng trai, không ai nên mất đi những người yêu thương của mình trong độ tuổi trẻ như vậy. Không nên nói nhiều. Bạn đã đề cập đến chú Aodan của tôi. Tôi phải đi đâu để tìm ông ấy? Ông Aodan thì không còn ở chúng tôi nữa. Ông ấy đã qua đời cách đây 3 năm rồi, mất luôn rồi. Thung lũng này còn rất nhiều người có những trái tim ấm áp, những người có thể hỗ trợ mình bất cứ lúc nào mình cần. Tôi là một trong số họ. Mình nên làm gì bây giờ? Mình có thể tự do làm cái gì để bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Ông này cũng sẽ cấp cho mình một cái tờ giấy, gọi là như cái giấy chứng nhận vậy đó. Mình có thể xây dựng trang trại trên vùng đất nào chưa được sử dụng trong thung lũng. Hồi xưa anh em thấy bất động sản giá nó ghẻ bèo không? Đi nơi đây xin xin cái là người ta cho nguyên một miếng đất luôn. Thì mình nên xây dựng một ngôi nhà, xem điều gì xảy ra tiếp theo. Bạn thậm chí có thể xây dựng một ngôi làng nếu muốn. Có rất nhiều du khách đi qua. Một số người trong số đó thì muốn tham gia vào cái ngôi làng của mình. Rồi thì chúng ta sẽ phải nộp thuế cho nhà vua hàng năm. Nhưng có thể tự do làm cái theo ý mình. Miễn là mình không vi phạm pháp, không vi phạm pháp luật, hoặc là không bị bắt khi làm như vậy thôi. Tức là được vi phạm pháp luật, nhưng mà miễn sao không bị bắt. Nghe thì trông có vẻ tuyệt đó. Cái thung lũng này trông cũng rất là đẹp. Tôi sẽ ở lại đây và xem số phận thì sắp đặt cái điều gì cho tôi. Rất vui khi nghe điều đó. Bạn có thể thấy cái tài nguyên trên khắp đất nước này. Hãy lấy đá và vài cái que từ mặt đất chế tạo cho mình một chiếc diều. Từ cái diều đó thì bạn có thể chặt cây thành những khúc gỗ, cho nó tạo ra một chiếc búa gỗ để bắt đầu quá trình xây dựng. Rồi ok. Khi xây dựng được một căn nhà, hãy quay lại Gotavia nói chuyện với vợ tôi là Dobonia, cô ấy quản lý ở quán rượu. Hãy xin cô ấy cho bạn đồ ăn. Chắc chắc hẳn là bạn đang đói. Đi xây nguyên một căn nhà, xong mày mới quay lại đi xin đồ ăn. Ông tưởng là chơi game hay gì mà xây một căn nhà trong vài tiếng được. Cho nó lấy bia cho cả hai chúng ta rồi quay lại. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một số câu chuyện về chú của bạn Yoda.
Ok. Nói chung là gia đình mình chiến tranh tan nát, bố mẹ mất qua đời rồi. Theo cái ký ức mình nhớ hồi nhỏ thì mình theo ký ức hồi nhỏ của mình á thì nhớ về ông chú Aodan ở cái làng này, nên mình tuyệt vọng mình tìm đến đây vì ông chú cũng đã qua đời 3 năm trước rồi. Rất may mắn là cái ngôi làng yên bình này cũng chào đón mình, cho mình cho đất đồ làm việc đâu đó. Có một người đàn ông ở Godia không tin tưởng vào những cây cầu, ông ấy luôn bơi qua dòng sông thay vì sử dụng cây cầu đó. Kể thêm chuyện đi mấy chú, chạy thân thiện với người mới đi. Phân gỗ nữa chứ, trời ơi. Cái này là chữ xích á, chữ xích là chữ ngồi xuống á. Xích đâu? Trời ơi, không phải, chữ phân này là cái ghế gỗ cũ. Bây giờ thì mình làm một cây diều đá. Làm sao? Nhấn Y. Ô. Bây giờ phải chế tạo mà, chế tạo sao ta? Tiếng Việt mà nhiều lúc nhìn khó hiểu quá. Quản lý. Không, cái này chắc giai đoạn sau rồi, khi mình có được cái ngôi làng đó. Ồ, bản đồ. Mình đang ở Bretonnia. Cái tạp chí này là cái journal này, à, dạng như là cái nhật ký hành trình đó. Mục tiêu của mình là tạo cái ghiều đá. Cuối cùng thì tôi cũng đến đây, bắt đầu cuộc sống mới thung lũng này. Lúc đầu thì thích hợp để nên chọn cái nơi để xây nhà cho nó đẹp. Số gậy đá, chiếc ghiều, cái nhà đơn giản có thể lấy nó. Chút nữa mới lập mái nhà. Kỹ năng của mình chưa có gì cả. Gấp tinh gấp sao ta? Đây chế tạo đây. Cái này mình mặc vô rồi hả? Ồ, có cân nặng nữa nha. Trời, có 35 kg à, không ổn rồi. Cái này là cái sở tích á, chứ không phải là chữ dán nha. Sở tích là cái STICK, gậy gỗ nhỏ nhỏ. Ở đây nó dịch ra là chữ dán. Sở tích là anh em biết sở tích keynote không? Cái miếng giấy dán mà vuông vuông á là nó đó. Nên cái chữ sở tích nó đồng nghĩa, nó dịch ra chữ dán. Cái này mình không hái được hả? Cây lau mở mặt là gươm gã. Cây này thì hồi nãy như trong hướng dẫn thì nó ghi là tí nữa mình sẽ lợp cái mái nhà bằng cây này, nên bây giờ cứ gom đã. Được chưa? Được, càng nhiều càng tốt. Thực đơn sáng tạo là chữ quy. À đây, mình có thể gáp đây nội thất và đồ trang trí thủ công. Mình có thể gắp được cây diều đá rồi nè. À, đè nút quy để gắp đồ. Ok. Có cây diều rồi, mình phải đi chặt ba cái cây. Chào anh. How is life treating you? Gần đây có nghe thấy điều gì thú vị không? Đây là lái xe Sa Phu, tuổi 35. Bây giờ mình nên xây nhà ở đâu nè?
Ở đây thì có gần cây cầu thì cũng tiện lắm. Chắc chỗ này đi ha. Bây giờ làm sao lấy cây rìu được? À, nhấn R. Mình sẽ chặt cây phong này. Mỗi lần chặt 15% là phải 7 nhát. Nhật ký à? Phải thiệt nó nhật. Cái trọng lượng của mình ở đâu ta? Trời ơi, cái ghiều đá mà anh em nhìn cái độ bền kìa. Tôi chặt mới có 2 cây mà nó tụt 1 phần 3 rồi. Game này có bị cây đè không ta? Cái cây này đẹp. Thôi, phía bên này đẹp hơn. Chặt cái này đây. Bên kia có một ngôi làng đó hả ta? Ờ, bên kia là Bogo đâu vậy đó. Hồi đó chơi con game gì, Son of Forest hay là cái gì á? Game gì mà chặt cây nó đè mình muốn chết luôn. Hình như là bị nặng hay gì rồi. Quy sáng tạo nè, thủ công nè. Bây giờ cái búa gỗ à. Búa gỗ đây. Bây giờ nhấn G. Xây dựng ngôi nhà mới, cái tòa nhà nông nghiệp nhà nè, ngôi nhà đơn giản phải 250 điểm xây dựng gì đó mới lên nóc căn nhà. Đây ha. Chữ quy là chữ đặt á, chữ p là ke á, b là a xe á, mà ghi là chữ địa điểm. Đây được không? Em sang đây. Rồi, ok, tiếp điều tranh. Ủa? Sống có gì nhanh vậy? Ủa, nó ghi giới hạn 11 gì là sao? Bị lỗi à? À, đây cần 10 cục đá. Cục đá thì kiếm đâu vậy? Ủa đồ đạn gì ai bỏ đây vậy? Trời ơi, giờ nó mới hướng dẫn cái này. À, quá tải là trọng lượng mình nó quá nặng. Cầm cây búa gỗ, chọn chế độ xây dựng. Thì giống mình đè chữ quy gì đó hả? Rồi ok. Cần 10 cục đá, bây giờ thì cái kho đồ của mình kỹ năng lên rồi ạ. Cái này là cái gì?
Cái này là điểm sinh tồn vô cảm à. Khả năng chịu nhiệt độ 2%, kiến thức sinh tồn. Mình mới đầu game vô thì mình nên lấy cái này đi. Cái này tăng sao? À đây nè. Một trên ba rồi, hiểu rồi. Cái mà hàng tồn kho, cái nào nặng nhất đâu? 20 cây gỗ, mình có thể là quăng nó ra. Nghe, ép gom gã 6 kg. Mười cây gỗ đây, để đây nó mất không ta? Đừng có lăn nữa. Bây giờ quy công thủ công, mình bây giờ muốn có đá là mình phải có cái cuốc đá này, là 1 khúc gỗ và 4 cục đá, 1 khúc gỗ và 4 cục đá, 1 cục đá đây. Cái này là gậy rồi. Đồ trong này nó mau hư quá. Bây giờ chúng ta đã có cây cuốc đá ở đây. Cái này sửa chữa sửa sao ta? Làm rơi bỏ trang bị, sắp xếp các mục. Cây đuốc là có chữ F rồi. Có chỉ số đói hay là cái gì không? Khoan, bây giờ đá mình có thể lấy ở đâu nè? Hồi nãy tôi thấy cục đá. Nhỏ là cục đá, còn lớn là tảng đá nha. Nhưng mà ba lớn đi rồi được gọi là tảng đá thì chúng ta không biết. Ừ, nhiều đá lắm, không cần đi bổ đá đâu, cứ đi nhặt tay thôi. Cái trọng lượng của mình nó gần đầy rồi, rồi đầy luôn rồi. Bây giờ cây búa gỗ là số mấy ta? Số 2 vậy? 7, 6 à. Đập đũa là 10 lần thì nó đủ. Đây. Đúng là xây nhà như trong game thiệt luôn á. Ủa có cửa không? Game này nó không gọi là building nha, mà đúng là building nhưng mà nó không có kích tầm, là mình xây theo cái mẫu có sẵn thôi, chứ là không có xây theo mấy cái kiểu kia được, theo cái kiểu theo ý muốn của mình á. Xây theo ý muốn thì cái phần code nó cực lắm, còn xây kiểu này thì tôi có thể đồng được. Hết gỗ rồi. Số 1. Cây này đây. Trời trời trời, nó thở rồi. Cái ống thể lực là cái ống với vòng tròn màu xanh cùng bên trái. Rồi hư luôn cây rìu của mình này. Quy này không sửa được hết ta?
Cái cây búa gỗ thì tôi đặt nó số 8 đi. Cái này ăn là làm lúc nào? À, lúc ép. Lúc ép là ăn nè. Cộng 50 đồ ăn, 3 đồ ăn, 2 nước. Thời gian hiệu lực là 15 giây. Cộng với nửa sức khỏe, ăn 2 trái táo được rồi. Dịch thành nhật ký đọc buồn cười thiệt á. Cây này giống như cái cây đồ đình nhá, chặt cũng ổn. Thôi để đây. Số 8. Ừ, cây búa gỗ của mình cũng có mà độ bền nữa nha. Túp điều tranh đầu tiên của chúng ta. Chị em nào vô đây không? Túp điều tranh với hai trái tim vàng. Bây giờ thiếu gỗ nè. Thiếu gỗ nhiều lắm. Ủa? Cửa này cửa như là cửa quán bar chứ, coi coi. Cái này là hiệu ứng vật lý, làm được. Bữa mới coi cái clip mà hướng dẫn tutorial làm cái đó rồi. Mình chặt mấy cây xa xa nhà mình đi. Tôi phải tìm cái bản mà mod hoặc là cái gì đó để chỉnh cái trọng lượng mới được. Chơi game ghét nhất là yếu tố trọng lượng. Ê, ê, cây đèo không biết nữa. Thôi chết rồi, vui rồi, vậy. Ủa, nấm à? Nấm môi ghêu. Ngon. Đây cũng có nè. Nước sông mình uống được không ta? Thử đây. Làm việc cực như dồi á. Được luôn. Rồi giống AGK luôn. Nước này chắc nước ngọt. Hàng đồng kho nè. Cục đá thì dục hết nè. Ít EF. Được cái gì vậy ta? Một cái gỗ, hai gỗ, ba gỗ, cần ván 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, vậy là chặt hai cây nữa là đủ. Trời tối hả vậy? Quả ấm đầu tiên của chúng ta. Nhìn như cái hố xí. Lại ngay cái tiếng đường mà đông đúc nữa chứ. Người ta đi qua cầu người ta nhìn cái này đảm bảo người ta tưởng là cái nhà xí luôn. Rồi cái búa gỗ của mình nó hẹo luôn rồi.
Ông đỏ. Ủa? Ở đâu ba cái giường lận? Giường đôi nữa nhá. NTG xây cái nhà xong là nó ra mấy cái này luôn. Trời ơi, cái chữ này là cái chết á. Chương, chapter. Cái chương là những cái chuỗi nhiệm vụ xuất hiện ở đầu trò chơi và giới thiệu cho bạn cơ chế của trò chơi. Nó cũng hỗ trợ bạn trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng và khu định cư mới. Hoàn thành cái chương cho mình mở khóa cái giai đoạn phát triển tiếp theo. Giai đoạn này xác định giới hạn tối đa và các tòa nhà mình có thể xây dựng. Như hồi nãy mình xây dựng cái nhà này là nó báo 1 trên 1 đó. Cái này là chữ gương đó, chữ chết đó, mà nó dịch ra chữ ngực được. Ngủ thì mình sẽ phải xây dựng một căn nhà bằng đốt lửa trại thôi. Có thể ngủ từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Nếu mình chọn ngủ thì nhân vật sẽ thức dậy vào sáng hôm sau. Con này là hình như là chưa có đồng hồ ở đây phải không ta? Nghỉ ngơi trên giường sẽ hồi phục lại một lượng sức khỏe tương đối trong tương đương với cái thời gian ngủ. Trong khi ngủ thì bên đống lửa trại thì à ngủ trong nhà ở trên giường á thì sẽ hồi máu tương đương với thời gian ngủ nhiều của mình. Còn như ngủ ở bên cái đống lửa trại ngoài đường á thì nó sẽ không hồi máu. Đi ngủ vào cái thời điểm giao mùa thì sẽ luôn dẫn đến việc thức dậy trong chính thời điểm của mình. Giao mùa là đổi hai cái mùa khác nhau đó hả? Ủa là cái cây nè, cái này là mùa xuân phải không? Nước, nước là cái chất rất quan trọng ở trong vùng hoang dã. Khi nước cạn kiệt thì mình sẽ mất máu dần. Mình có thể nạp nó bằng cách uống nước hoặc là trữ nước trong xô và cái túi da. Chế tạo. Có vẻ như mình vừa làm hỏng cái công cụ đầu tiên của mình. Để chắc chắn không phải là công cụ cuối cùng, mình có thể chế tạo hầu hết các công cụ cơ bản bằng tay, nhưng chúng sẽ rẻ và dễ vỡ. Tốt hơn thì nên tập trung sản xuất vào các công cụ bằng cái kim loại có tính độ bền cao hơn. Nên là dự trữ thêm một cái công cụ chống hạn nữa. Rồi. Chế độ thanh tra. Nhấn nút Enter bên trái. Chế độ thanh tra cho phép mình xem cái vật phẩm bị rơi như giáo của dân làng ở gần và cái chỉ số của NPC mà mình có tuyển dụng. Thanh tra sẽ sử dụng sức chịu đựng bản thể nâng cấp nó bằng tài năng. Thanh tra này sẽ tốn cái chỉ số stamina màu xanh bên trái của mình nè. Thì mình có thể vô cái điểm talent hồi nãy mình nâng. Hướng dẫn gì nó không? Đụng một đá lên. Bây giờ mình có là cân nặng đi. Nè, ép. Mình sẽ giữ lại một số ít để mình cần thôi. Có ăn trộm không ta? Game này có ăn trộm không? Tôi sợ bỏ hết đồ vô đây, thằng nào nó trộm cái là mình đói luôn á. Anh em đợi tí. Rất kinh. Hồi chiều tôi, hồi trưa lúc trước khi đi làm tôi chơi game này, anh em có thời gian thì xem qua. Bây giờ chỉ số trọng lượng này là cái vấn đề rất là khó khăn rồi. Hiện tại tôi đang tìm coi có cách nào nó không. Game này có mod không ta? Ý Common Phone rồi. Phone Shop là cái gì? Là những cái như avatar, hình nền đồ, cái thứ rồi đó. Đây. Anh em nào đam mê con game này quá thì có thể vô đây để mua một số cái thứ liên quan đến con game. Anh em có thể chừng vô cái thư viện của mình. Hay gửi kết bạn đâu vậy? 344.
Ông này là thám tử hả? Cũng đâu có chơi game của tôi đâu. Mà level như thế này là quá khủng khiếp rồi, cả ngàn luôn nè. Ông này bạn bè khủng khiếp hết. Sở thích game hentai shooter 3D, trời ơi. Tôi cũng có thích nữa mà tôi không có chương lên đây. Mà sao ông gửi cho mình cái yêu cầu kết bạn dưới ta? Người này là người nổi tiếng mà. Thằng nhân đen như tôi thì có cái quái gì đâu. Level 20. Hai ông comment hỏi tôi đến giờ tôi chưa trả lời nữa. Xóa luôn. Giữ bio chết lại được rồi. Bạn bè tôi thì có mấy đại ca mà bự bự này thôi. Lạc đề nha. Con game này nó không có là mod cái quay rồi. Bây giờ mình đi gặp cái vợ của ông mà nãy. Anh đứng đây chiều vợ đó hả? Hoa này mình hái được không? Được luôn nè. Cứ hái đi. Mấy con game này thì anh em thấy cái gì mới lạ thì cứ bắt hết. Giống anh em mà bị sau này bị chuyển sinh đó. Nhìn thấy mấy cái sinh vật độc lạ thì cứ tạm nó vô tay mình đó. Bây giờ là vợ ông kia thì 50 m. Bả làm ở quán rượu. Đây. Đô 30 g, tuổi 32. Ánh mắt sắc sảo không? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Cô có phải là Đô Gamiga không? Rất vui gặp cô, tôi là Gami Gashimi. Cái game này mình đổi tên được không ta? Được rồi, tôi cũng rất vui được gặp anh Yashimir. Điều gì khiến anh đến gặp tôi? Không nói chuyện đàng hoàng chứ nói đối khác cái gì. Yuri God nói với tôi rằng bạn có thể chuẩn bị cho tôi một ít đồ ăn. Tôi đã không có bữa ăn tử tế trong rất nhiều tuần rồi. Phụ diện thì phù hợp với bạn, nhưng tôi có thể mời bạn cái gì ấm áp vào nơi đây. Phù hợp có nghĩa là gì là sao ta? Tức là bà này bà nghĩ mình đòi hỏi cao quá phải không? Hãy kể cho tôi nghe về bản thân của bạn đi. Làm thế nào mà biết chồng tôi? Tôi vừa không có gì để nói đâu. Vừa đến thung lũng tìm chú Aodan nhưng mà... Vâng. Ngoái đầu bạn của Unigod. Tức là ông chú của mình là bạn với ông, của ông này. Bây giờ nó nói rằng anh ấy có đôi mắt với mặt của bạn. Tôi rất tiếc về sự mất mát của bạn. Ông chú mình cũng có đôi mắt giống mình đó. Nên lúc đầu mình vô mình gặp cái ông Aodan nãy. Cái ông Unin... Unigod nãy á, ổng nhìn cái cặp mắt của mình, ổng tưởng là cái ông Eodan đó, ổng mới muốn quản hồn bất ngờ. Tôi thậm chí không nhớ đến anh ấy nữa, đến ông chú ấy nữa chứ. Hầu hết những điều tôi biết về chú đều qua những câu chuyện của mẹ tôi thôi. Cô ấy luôn ủng hộ anh trai của mình. Anh trai của mẹ thì kêu bằng cậu chứ. Phải không ta? Anh trai của mẹ kêu bằng cậu. Bồ gầu cơm mà yêu anh cùng cuồng nhiệt đó nhé. Đó là cái điều phổ biến mà tôi đã nghe được rồi. Có nhiều điều đặc biệt của ông ấy. Đôi giày vậy. Cái boss trời ơi. Cả hai điều duy nhất bạn cần lo lắng là việc lấp đầy của riêng bạn. Hơi khó hiểu đi. Tôi là thành viên của một nhóm nhạc lưu diễn. Nhóm nhạc lưu diễn à, giống phải ban nhạc du hành gì thì nó kỳ lắm. Lưu động hoặc là lưu diễn. Tôi chưa bao giờ học cách chơi bất kỳ nhạc cụ nào, nhưng tôi vẫn hát khá tốt. Chuyến đi của chúng tôi đã đưa chúng tôi đến cái thung lũng này không lâu sau cái chết của chú bạn, của cậu bạn. Coi dịch chú thì cứ dịch mi của chú bạn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Unigod, trong mắt anh ấy có nhiều nỗi buồn. Aodan không phải là một người bạn của anh ấy, không chỉ là một người bạn của anh ấy còn là một phần thân thuộc. Nghe tiếp kể chuyện thôi. Ban nhạc rời đi vài ngày sau đó, tôi ở lại. Có điều sự hiện diện của Nui God và tôi đơn giản biết rằng vị trí của mình là bên cạnh anh ấy. Chắc hẳn bạn đã thấy chênh lệch tuổi tác. Bà này 32, cái ông hồi nãy tôi nhớ là
50, đúng rồi. Trên nhau 18 tuổi. Rồi. 18 tuổi thấm gì chị? Cái gì? Với bạn là tôi trong giàu phải không? Không có gì. Mình nói chuyện câu nó hơi vô duyên nha. 18 tuổi à. Mù quáng hoặc ngu ngốc. Có thể là do dại dột phán đoán kém bất cứ điều gì có vẻ tốt nhất đối với bạn. Rồi ok, bye bye. Rồi, mình chỉ ăn chùa cái cháo của bà này bữa nay thôi. Ngày mai thì sẽ bắt đầu tốn tiền á. Đó. Tôi rất vui khi nghe cái điều đó. Tôi không phải làm miễn phí ở đây đâu. Tôi sẽ tìm cách xoay sở vô tiền đó. Rồi, bà đầu tư cho mình khoản lương đầu tiên. Ok. Bây giờ giao việc cho mình nè. Có một người nông dân trong làng, ông ấy tên là Yago Naywa. Cô ấy á, cô ấy cung cấp lúa mạch đen cho quán rượu nhưng đã lâu rồi không thấy tin tức gì của cô ấy. Tôi đã sắp hết hàng và không muốn tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra với những người này khi chúng ta hết bia. Thời xưa bia là làm từ lúa mạch nha. Bây giờ thì cũng tương đối vậy thôi, đâu có khác gì nhiều. Có điều bia hồi xưa nó nhạt nhách à. Ồ, ok. Chúng ta đang nói về bia. Tôi sẽ lấy chúng cho cô. Tất nhiên rồi, bạn nên đi đi. Cảm ơn. Tôi hứa sẽ kể cho cái gì? Anh ấy hứa sẽ kể cho tôi nghe vài câu chuyện gì Jordan. Bye bye, cảm ơn nhé. Bây giờ thì mình nhắn y á. Công nghệ của mình. Cái điểm công nghệ của mình ở đâu ta? 63 đây phải không? Tốt là sao? Cái này là tự lên hay là mình phải bui vô? Ba mươi bảy điểm, không hiểu cho lắm. Mình có 37 còn cái này 63 là cái gì? Không đủ công nghệ, vậy là tức là nó lấy điểm ở đây rồi. Ủa nhưng mà 63 đây là sao ta? Hay là mình lên 50 điểm nó mới mở cái này? Tôi đoán là vậy đó. Khi mình đủ 50 điểm công nghệ thì nó mới mở cái này. Sau đó mình dùng cái tiền bên đây, mình mua mấy cái bên đây. Rồi xài chung cả 4 cái luôn. Nên chắc tôi không có nhà đâu. Nó không nâng nhà trước đâu. Quản lý này thì chưa. Dân số 1 là chắc là nó tính cái làng của mình thôi. Em đợi tới tôi chết tin nhắn cái. Thôi 18 năm. Cái này là ngày giống hai năm đâu. Bây giờ đi tìm kiếm lúa mạch đen nè. Xong rồi tìm lại ông đó. Nói chuyện với mà Đông Mi qua. Đi giao hàng tới Unicode. Đi làm cái nhiệm vụ đầu trước đi. Ừ. 12 mét là ngay đây mà. Thôi chắc về đi ngủ cái đi. Mình biến quá. Trời tối rồi. Trời, anh lấy xe anh đứng đây từ chiều giờ luôn. Dành thời gian nhiều cho con ngựa nhiều hơn gia đình thiệt đó.
Sáng rồi. Tiếp. Nằm tí cháu ấy. Rồi, cái cháu của mình thôi. 20 đồ ăn à. Anh này cũng đứng đây từ sáng tới tối luôn. Khoan, mình còn cái quét dao lúa mạch gì nữa mà ta. Đi giao hàng cái ly cũng nè. Đây 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 đây, Unigod. Casimir. Tôi mang bia đến cho bạn đây. Tôi mang cái gì? Tôi mang đi bia đến cho anh đây. Một công việc được thực hiện, tôi công việc tốt rồi đó. Được rồi, hãy để tôi mà làm thông cổ họng của mình với thứ mà tốt lành này mới được. Tôi đã biết Ayuadan trong 20 năm trước khi anh ấy qua đời. Là lúc đó là mình nhắc còn nhỏ thôi. Anh ấy là người bạn tốt nhất và chân thật nhất của tôi. Thực ra giống như là một người anh trai hơn. Tôi nhớ ngày mà chúng tôi gặp nhau như thể mới hôm qua vậy. Lúc đó tôi 25, ở thành phố lớn ở Yesube, nơi tôi thân sinh ra. Bạn có thể nói rằng tôi ghét nơi đó, nhưng nó vẫn là ngôi nhà duy nhất mà tôi từng biết. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe nhiều hơn về nơi đó. Dù sao thì tôi buộc phải tự lo liệu công việc của mình. Tôi cũng vậy. Làm điều duy nhất mình tôi có thể làm là đi ăn trộm. Bạn đã từng là một tên trộm mà. Từng thôi. Đó là một điều chết tiệt mà tôi có thể nói. Trộn một túi bánh mì vào bơ của tôi có thể lấy trộm một miếng bánh tét ngay từ dĩa của bạn, thậm chí bạn không hề nhận ra luôn. Không phải lòng tham nó thúc đẩy tôi, đấy chỉ là sinh tồn mà thôi. Nhưng nếu tôi nói dối rằng tôi không thích quá trình này, ăn trộm vẫn là tội ác, bất kể động lực là gì. Tôi muốn nói rằng bạn sẽ muốn chờ thêm một chút nữa trước khi tán dương tôi. Tiếp tục đi. Chúng tôi đã có một lễ hội hàng năm tại Yasuben. Nó lôi kéo tôi cả đống người ngoài thị trấn vào. Bạn có thể tưởng tượng điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với một người đàn ông trong nghề của tôi. Tức là rất là đông người nên ông này cũng nổi máu ăn trộm nữa đó. Tôi có thể hoàn thành công việc của một ngày chỉ trong vài phút. Với lấy đồng xu này đó, như một món đồ trang sức, một đôi ủng mới. Giờ rồi nhìn thấy một nhà quý tộc, một túi tiền ở thắt lưng. Về cơ bản nó giống như đang cầu xin được thả tự do vậy. Tôi lẻn theo sau anh ấy, trong đám đông, giống như đã làm hàng ngàn lần trước đây. Một trò chơi trẻ con mà thôi. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi, thực hiện một chút ảo lực lung linh và nó gọn gàng trong lòng bàn tay của tôi. Chỉ cần quay lại và biến mất như rồi và sau đó cái gì? Tôi bị đấm vào mặt bởi một thứ gì đó giống như một con bò đực. Tôi sốc đến mức không nhìn ra chuyện gì. Đã không nhìn ra chuyện gì và xảy ra cho đến khi đầu tôi chạm vào đất. Đầu tôi choáng váng. Tôi hầu như không thể nhìn thẳng được. Và bạn có biết điều đầu tiên tôi nhìn thấy tiếp theo là gì không? Chắc là cái ông chú của mình. Ha ha, không, một nụ cười. Nụ cười tôi gửi cho một người đàn ông có hai mắt khác nhau. Đó là chú Ion của bạn đó. Người mà tôi coi như một quý tộc. Anh ấy chìa tay ra giúp tôi đứng dậy, mời tôi một cốc bia. Mình sẽ hỏi câu thứ hai. Iodan là vậy đó, bạn thấy đấy, chú của bạn rất thông minh, người thông minh nhất mà tôi từng biết. Nói giảm nói tránh mà thôi, anh ấy có thể nhìn thế giới như bất kỳ ai khác, dù mọi thứ anh ấy luôn đi trước người khác ít nhất chục bước. Trong một dịp hiếm hoi có ai đó ngạc nhiên thì anh ấy đã rất tò mò. Rõ ràng ngay cái khi thất bại, tôi vẫn người ship cướp được của anh ta, lấy rất ít điều đó. Không có lựa chọn nào khác phải không? Thì lời mời uống bia đó. Lúc đó thì tôi có sợ anh chàng đó. Anh ấy đưa tôi quán rượu đắt tiền và đông đúc nhất thị trấn. Hãy nhớ hôm đó là ngày lễ hội, ngay cả việc vào nơi đó cũng là rất là khó khăn. Tuy nhiên anh ấy dường như không quan tâm. Trong vài giây thì tôi đã ngồi vào được bàn và hai cô hầu bàn phục vụ cùng một lúc. Nó thực sự siêu thực. Trong đầu tôi chỉ có một giải thích, anh ta sở hữu nơi này. Anh ấy đã làm vậy. Từ từ cháu cũng sẽ là mở một quán bia cho chúng luôn. Đây là đầu tiên anh ấy đến Vegas thành thật nói tất cả đều giống như một giấc mơ. Đặc biệt là tôi vẫn còn choáng váng thử có nắm, tôi chắc chắn rằng anh ấy là một nhà quý tộc, cách cư xử, quần áo, cách nói chuyện và đi đứng. Rồi anh ta nốc một ngụm bia như thể đang chạy đua, dùng tay áo lau mặt vợ như trống. Anh ta là chúa tể cho hình mang gợi như đấy, bật ngón tay. Tức là hai cái hình thái đối lập luôn, trước khi nhậu hay là sau khi nhậu. Tôi đã nhớ lại khoảnh khắc đó hàng chục lần cho đến khi tôi nhận ra tại sao anh ấy lại làm vậy. Nó không phải là một sai lầm, không phải lười biếng, không có bản khác yếu đuối. Anh ấy nhìn tôi, thấy nó để hiểu điều đó. Điều gì?
dần anh ta đầy rẫy những chuyện tào lao. Bạn thấy đấy, Gia-sít chú của bạn là một người rất độc đáo, ông ấy là một bậc thầy về vũ khí mà anh ấy lựa chọn chính là sự tự tin. Hãy tưởng tượng một cánh cửa đóng kín có hai lính canh vũ trang hai bên và bạn muốn những gì bên trong, lựa chọn của bạn là gì? Bạn có thể ép mình vào với họ, bạn có thể là lén lút đi vào với lộ lính canh cố gắng bẻ khóa, nhưng Jordan anh ấy chỉ ngẩng cao đầu bước thẳng vào và yêu cầu mở cửa. Bạn nói đúng đó, nghe thì có vẻ rất là ảo rồi. Tôi chưa bao giờ biết điều đó gì chú tôi, những câu chuyện của mẹ tôi hoàn toàn khác. Tôi nói câu trên thôi, nói bịa đặt thì cũng hơi quá. Đó. Thì mẹ mình không biết là gặp cái ông Jordan đó hồi nào, hồi lúc trẻ hay là lớn nữa. Câu chuyện của chú tôi còn chưa thực sự bắt đầu đâu. Ông này ông không muốn kể chuyện nữa. Tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm một chút nữa. Cốc bia chúng tôi uống thêm vài cốc nữa. Rồi một ít rượu đồng cỏ nếu như tôi nhớ không nhầm. Chúng tôi nói về quá khứ, những ước mơ và niềm tin của mình, bắt đầu thực hiện một số kế hoạch say sỉnh và ngớ ngẩn. Thành thật mà nói, chúng tôi gần như là đang nói đùa thôi. Điều tiếp theo tôi nhớ là thức dậy trong một khám trải giường bằng lụa. Đó không phải là nhà của bạn phải không? Đùa, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cái loại vải như thế. Trần trong căn nhà cao đến mức có thể chứa được một người khổng lồ. Tôi tưởng mình đang mơ. Sau đó người hầu bước vào, tôi chuẩn bị chạy trốn, nhưng thay vì đánh tôi, họ đã đẩy tôi buổi sáng. Tất cả là Idol làm, tôi chưa bao giờ biết bằng cách nào mà anh ấy có thể làm được điều đó. Thế tôi hỏi anh ấy chỉ cười, sau nhiều năm không cần phải nói nữa, tôi đã để em bé ở lại với anh ấy vào ngày hôm đó. Genevieve, tức là cái chỗ thứ đầu tiên đó. Lần đầu tiên tôi ra ngoài tường thành của thị trấn, không bao giờ quay lại nữa. Đó là ngày đàn ra đời á. Đó là ngày đầu tôi bước chân ra đời. Vài ba năm sau, chúng tôi có một nhóm 5 người, một nhóm thực sự, một gia đình, chúng tôi gọi mình là The Reminder. Chữ nhiều quá, uống nước đã. Ước gì tôi có thể ở đó, nghe thật là khó tin. Tôi chưa bao giờ có những cuộc phiêu lưu như thế, và có lẽ là không bao giờ. Bình tĩnh đi chàng trai, không phải lúc nào nó cũng vui vẻ đáng yêu đâu. Đó là câu chuyện dành cho lúc khác, thực sự đã muộn rồi. Tôi chắc rằng bạn vẫn còn có nhiều việc phải làm. Ngày mai hãy đến tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ok, bye bye. Bây giờ thì mình sẽ đi đến cái... Đây. Đi tìm cái em mà giao lúa mạch đen cho mình. Tại sao mà không làm việc nữa? Đứa bé đi vô nhà. Mua 100 đô nữa, 100 đồng nữa. Ai để tiền hết anh gì nè. Trời, người ta nhìn thử chứ mà nó ghi chữ cướp. Không tin tưởng nhau gì hết. Xin chào, Yomiya đã cử tôi đến đây để làm gì? Tôi nghe nói bạn là người cung cấp lúa mạch cho quán rượu phải không? Và xin lỗi, đây không phải là thời điểm tốt sao? Tôi đang giải quyết một số vấn đề cá nhân thôi. Tôi không muốn chen vào bởi vì tình hình như lúa mạch đen. Hỏi chuyện trước. Tôi không muốn làm phiền bạn vấn đề của tôi. Bạn không phiền đâu. Có khi là giao nhiệm vụ cho mình đó. Cách đây không lâu tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Hậu quả việc đó thì khiến tôi rất là lo lắng. Sai lầm đó là sai lầm gì? Cưới một thằng ngu. Cười hồi em thôi. Tin tôi đi là bạn không biết đâu. Năng lực trí tuệ của anh ta gây rắc rối cho bạn như thế nào? Hôm qua anh ấy bán một con bò chúng tôi ở chợ. Tôi nói cụ thể anh ấy về cái mức giá mà anh ấy nên bán nó. Chúng ta cần tiền hơn bao giờ hết. Giờ bạn đoán được, anh ấy về nhà cái gì không? Về nhà với một con bò thì nó quá bình thường đi, nên chắc là không có gì đâu. Một nắm hạt giống mà ai đó đã nói với tôi là có phép thuật, hạt giống ma thuật, bạn có thể tưởng tượng được không? Anh em biết cái câu chuyện mà cái đổ thần không? Thì cái này nó đang nhại được cái đó đó. Thì vẫn là đem con bò ra mà chợ bán, cuối cùng đem cây đậu về. Xong rồi dòng cây đậu đó mọc lên một cái đậu thần. Rồi leo lên cây đậu thần nó cướp của người khổng lồ. Có điều gì đặc biệt về hạt giống không? Họ không có gì. Họ không có bạc. Nó chỉ là một đống phân thỏ mà thôi. Trời ơi. Phân thỏ. Tôi rất mất trí với người đàn ông đó.
Phân thỏ thì có thể là cacao hoặc hạt cà phê đó. Tôi muốn thì động viên cho cô bây giờ nhưng nghe thì nó thực sự ngu ngốc, người không biết tôi có thể giúp gì không. Cảm ơn thôi, chỉ cần lắng nghe thôi, không có gì để làm đâu. Bêu ạ, nhưng anh đánh giá rất cao đề nghị đó. Để tôi mà chút bầu tâm sự tí là đã đủ rồi. Hân hạnh bây giờ thì cho tôi biết về tình hình lúa mạch được không? Không may là lần này chúng tôi không thể cung cấp được lúa mạch đen. Tất cả cây trồng đều bị bệnh và hầu như không thể dùng được. Gần như tôi chưa thấy gặp đủ vấn đề vậy. Đừng lo, tôi đã yêu cầu giao lúa mạch đen từ Russia. Đáng lẽ nó ở đây ngày hôm qua nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nada phải không? Nada thường rất nhanh chóng. Có lẽ bạn nên gặp anh ấy và hỏi mọi thứ ổn không? Nada tôi nghĩ là cái ông Sao Phu á. Ông Sao Phu mà ông đứng bên con ngựa, dành thời gian cho con ngựa cả ngày á. 1.400 m. Thôi, bye bye luôn. Bye dân bye luôn. Bây giờ đợi tới ngày hôm sau nè. Bây giờ mình làm một cái bẫy đỏ đã. Một cái giáo gỗ, một cây dao đá, đi săn thú quan và sống sót trong một mùa. Cái dấu gỗ đây chỉ cần một cái kia thôi rồi, còn thỏ nó nằm ở đâu? Cái bẫy thỏ à? Nội thất trang trí, hàng rào, nhà, cầu tiết, củi, dao đá. Dao đá thì mình cần 2 cục đá nữa là đủ. Cái túi gì một da thú thì chưa có đâu. Cái bẫy thỏ ở đâu? Đây đây đây, bảy đây. Thỏ hả? Cây gì hồi nãy mình cần cái gì ta? Cây dao đá. Không phải, cây dao đá đây. Cần 2 cục đá nữa đủ. Bây giờ nó yêu cầu mình đi săn thú quan nhưng mà săn ở đâu ta? Đi thẳng qua bên đây có cái nhiệm vụ gì nữa nè. Ai ta? Đây phải không? Bên đây, bên đây. Obogod. Chào người lạ. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Gần đây có nghe thấy gì thú vị không? Chưa nhưng có thể cần giúp đỡ. Trò chuyện nhỏ. Theo ông này thì ở thanh niên này thì chắc là thợ săn. Có thể làm gì cho bạn? Giúp tôi giải quyết một vấn đề thôi. Gần đây những loài động vật này bắt đầu đông đúc và trở thành mối đe dọa sự cân bằng mọi thứ. Bạn có thể là bắt chúng không? Rồi ok, chắc ăn rồi. Mình đi bắt con gì? Trời, ăn cắp không? Hello there. Động vật hoang dã. Động vật có vú. Ủa, ông này nhìn thằng này, thanh niên này. Goodbye. Nhìn thanh niên này là như thợ săn chứ. Đi săn thỏ mà không biết săn chỗ nào. Trên này có một cái nhiệm vụ nữa. Bên ngoài á. Nó đẻ nè.
Ông tỷ phú này phải không? Darwin. Tôi thấy giúp gì được cho bạn. 19 tuổi là ông cái gì? Tôi không biết bạn là ai. Bạn là người mới à? Tôi đến từ phía nam. Tôi đang tìm kiếm một nơi mới cho mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi là một nông dân. Công việc của tôi là nông. Trên thực tế, đây là một công việc hàng ngày, năm này qua tháng nọ. Tất nhiên là nó rất chán. Tôi phải làm đi làm lại những điều tương tự trong cuộc sống của mình trong bao lâu. Gia đình của chúng tôi còn sự giúp đỡ và tôi cố gắng hết sức để chu cấp cho họ. Gần đây tôi hơi khó chịu và nóng nảy, có một vấn đề khiến tôi không thể tập trung vào công việc. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng nó rất là mệt mỏi vì sự mâu thuẫn của mẹ tôi với Yoga Niwa, con trai của bà ấy. Là sao ta? À, con trai của bà ấy là Defico. Sẽ không để em gái tôi Olga một mình. Tức là mẹ của thằng kia nó mẹ của mình với cái Yogania đó, là cái bà Yogania nó có thằng con trai để ba con nó tối ngày nó nhây nhây vô em gái của mình nên hai bà mẹ cãi nhau. Tôi biết là anh ấy chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Khi bằng tuổi anh ấy, tôi đã chơi với Doramia, chị gái của anh ấy. Tôi giả làm hiệp sĩ, trang bị cây gậy và một thanh kiếm. Nhưng dù sao tôi cũng đã bảo vệ được danh dự của cô ấy. Hãy xuống vùng đất ở phía dưới. Tôi nghĩ anh ấy cần điều gì để bệnh gọn với tránh xa em gái tôi. Mình đi, mình quấy gói anh kia à? Bây giờ bắt hai con thỏ ở đâu? Anh niên này nông dân thì chắc không biết rồi. Tuổi 54 à? Bà này không biết rồi. Có ai là thợ săn trong cái làng đâu? Greetings, stranger. Thợ săn là Let Anshuki, Let Nigatuki. Động vật hoang dã, động vật có vú. Ba là nhà cung cấp nè, săn bắn nè, thợ săn nè, Let Niga với mà tốt kỳ rồi. Bye bye, see you around. Nhìn lý quan cái thôi nha, thôi không có gì hết. Mình đi cua vợ anh ta hả? Ủa chọn số 2 mà. Good day. See you later. Bây giờ đi đâu là để tìm thấy ông kia ta, để mình hỏi cho biết, hỏi coi mấy con thỏ ở đâu để mình đi săn đó chứ. Xe ngựa ở đây nó đi rồi. Dinh quật là cái gì vậy trời?
đỏ thì nó thường sống trong rừng ở nhiều cây như thế này nè. Ê, con gì kìa phải không? Sao đâm được nó? Bạn thật bẩn thỉu. Trời ơi. Nấm rất là nhiều nấm luôn. Chúng ta sẽ đặt một cái bẫy đỏ ở đây. Quy nội thất trang trí 7, thiếu là sẽ tích. Cái này là khu lấy đất sét á, đặt cái giữa cái cục gỗ này hả, đặt đâu dễ nhớ ta, kế bên cái bảng chỉ đường có cái cây. Như đây. Không biết xây xây lộn bên rồi. Thì giáo mình là số 3. Ăn tí thịt khô bò đó. À, cuộn chuột là nó chuyển qua góc nhìn thứ ba nè. Đất ở đây nó sơ sát nên chắc là nhiều thỏ hơn á. Kìa, đứng lại. Hồi nãy là mình xuyên chết con thỏ gì rồi đó, nó mới hiện ra sống sót trong một mùa kìa. À chưa, sang thỏ nhưng 1/2. Trời, cái lá cây nó rụng. Thỏ ơi, thỏ à. Thỏ có nhà không? Kìa.
một bài luôn. Đây bé thỏ đây. Sao mà đâm hụt con vậy? Nó có con gì vậy ta? Con gì bự quá vậy? Con này con gì? Trong đuôi á. Con lửng, trời ơi con lửng mập. Con này là nó trâu khủng khiếp luôn nha. Thậm chí đến mấy con mà cọp beo sư tử đồ cũng phải ngán con này đó. Vì cái độ hiếu chiến là máu liều của nó. Chuyện gì đâm nó gãy giáo rồi phải rồi. Sao mình hút máu dữ vậy ta? Bon là thanh niên ở đầu bên kia khu rừng. Xong rồi. Đây, để phần thử. Sức khỏe. Ở đâu mà nó mới cho mình ngủ không? Bây giờ trong làng hết nhiệm vụ rồi, chắc buổi tối thì chắc về ngủ thôi. Là về nướng thịt coi nó làm sao nữa. Không xài khé người ta được. Ngày mai thì có gì mình lên sao phu này sang cái làng bên kia hỏi về cái gì ta, hỏi về cái yến mạch. Đốt cái lửa trại đó chứ. Quy. Cái mà campfire không có đây rồi. Đây đây đây, gò đất nó cao nè. Nướng 10 cục thịt ăn cái tỏi không anh em? Đúng nghĩa nông dân hái lượm luôn. Tranh thủ người mở cái video gì coi nhé. Có link không?
Trời, ống sò chim mà 4K luôn. Khủng khiếp. Rồi, mình nướng miếng này nữa là hết rồi. Làm miếng thịt rồi đi ngủ hả? Ấy chết rồi. Cái ngủ cái gũ rồi. Tôi tưởng bấm lộn nó uống rồi chứ. Không không. Ép nghe. Ép. Khi sáng đồng hồi nãy mình đụng được ở đâu nè. Thịt quay nhìn thấy ngon không? 16 đồ ăn sao bèo quá vậy? Rồi, mình sẽ đi gặp cái ông mà Unigod nói chuyện tiếp. Trong làng chỉ có một cái nhiệm vụ thôi. Ngày mai mình qua cái làng bển hay là mình đi qua cái làng bên kia hỏi thử. Hỏi thử trước đi, có tốn tiền phí không? Trăm mấy lận. Không đủ tiền. I just don't like conversations about the weather. I believe we haven't met. 35 tuổi hả? Có người đang tìm kiếm mình ở đâu đó. Rồi, kết hôn rồi. Take care. Làng này còn em trẻ chung nào chưa chồng không? Hay. Rồi ông này ông đi là cách Leman đi làm cái việc gì đó. Đã có một vụ giết người á. Tôi sắp đến hiện trường vụ án thẩm vấn nhân chứng một lòng tôi thực lòng tôi không biết điều gì xảy ra đâu. Hãy nhớ mọi người đều nói dối. Tôi gặp một gã bác sĩ khập khiễng thường nói như vậy là Watson á, Watson hay đi theo Sherlock Holmes á, cũng là một bác sĩ thời chiến tranh đi về, sau chiến tranh đi về đó, thì cũng chống gậy gậy vậy thôi. Bác sĩ không thể chữa tự chữa lành vết thương, tôi chắc rằng anh ấy là làm rất tốt công việc của mình. Thôi mỉa mai đó nha. Bỏ chuyện đùa đó qua một bên đi Gamit, đó thực sự một vấn đề nghiêm trọng, tôi không thể chia sẻ thêm câu chuyện với bạn vào lúc này, nhưng tôi tin rằng có người bạn nên gặp. Anh ấy là Sambo, một trong số tôi. Ý tôi là gói là sao? Ý tôi là nhóm. Nhóm không? Lấy những đang sống ở đây trong thung lũng này. Thực ra tất cả bạn họ đều ở đây thôi. Tôi đã đánh dấu nhà của Sambon trên bản đồ của bạn. Nên đến đó là thăm anh ấy đi. Cái hồi nãy hình như là chung một làng với mình. Thằng đó là người của làng mình thôi. Gọi Sambon là thân thiện cũng giống như gọi bị chị ông đốt ngay đầu là nam tính và dễ chịu ấy. À, một phần của nhóm The Gimin là cái nhóm nhạc mà đi với em này á. Đừng nói là không cảnh báo trước nhé. Ok, tôi sẽ cân nhắc. Đi thôi, ông này mình lên được cái hiện trường vụ án không ta? Tôi đi dí. Xin chào. 16 tuổi hả? 16 tuổi nó không cho mình lãng mạn. Chị này nhiêu tuổi? 21 cũng được đi. Nhưng mà không phải gu tôi. Siêu giao. Vợ chồng. Đó.
thấy mình nhấn nhấn vô gái là game nó biết liền. Tìm một người vợ là bước đầu tiên để đảm bảo sự tồn tại nhiều thế hệ của mình. Người phối ngẫu tương lai sẽ di chuyển đến nhà mình và hỗ trợ mình không nhiều công việc khác nhau. Ngày đó đó mình có thể cung cấp cho bạn người thừa kế, nhưng không, tức là để con á, nhưng không phải dễ dàng đâu. Đầu tiên cũng phải chiếm được trái tim của ấy đã. Không, người kiếm mà mấy em cực kỳ xinh xẻo. Có ai ở nhà không? Không có hả? Không có rồi thôi. Ừ, cho cảm giác như nó bên kinh làng vậy đó, như nó bên đây nè. Rồi nãy xây nhà ở đây nó đúng đẹp luôn nè. Rồi đi xây cái cầu của anh. Ừ, nhìn những cái hố xí gì kìa. Cái gì? Để bàn đuôi gắn. Nó cắn không? Con vịt, vịt đâu? Vịt thì nó ở gần bờ sông quá. Làm sao bắt được vịt này ta? Thịt vịt dù sao nó vẫn ngon hơn thịt thỏ. Chỗ này rất là nhiều đá nha. Thành niên uống nước giếng không à? Không có nước sông không mà không được nước giếng nữa. Con quạ, con quạ, con thỏ. Nhà gì mà xa với gì nào, con lửng. Con cáo. Cáo đâu? Kìa con lửng mặt kìa. Một bầy luôn, ba bốn con luôn. Anh em muốn làm con không? Mình đâu có sợ mất máu đâu. Con gì vậy? Sao cảm giác như nó muốn hút tôi hay gì á? Thôi, mình chơi mấy con nhỏ nhỏ thôi. Con nai, con nai. Con nai thì chắc phải cung mới được chứ cái cây này chọt đến mùa quýt. Mấy game trung cổ này thì phải có ngựa để mình cưỡi cho ta. Chạy nãy giờ mà không thấy đói. Chỗ đó sói hả? Thấy ghê cái gì? Kìa, thấy nhà nó rồi. Trong rừng con rú gì heo hút gì thiệt. Xem bo lạc đường rồi cậu bé. Không đâu, một chút nhìn thẳng vào mắt tôi đừng run rẩy khóc thành tiếng nữa. Bút đen và xanh, bạn là gia đình của Odan phải không? Dân người đầu gấp mi, chắc bạn gặp Sambo rồi. Sao không biết được điều đó? Tôi đang nói chuyện với Unigod, anh ấy nói rằng bạn cũng là một phần của đời Mai, một nhóm nhạc. Một phần của cái gì bây giờ? Một nhóm gì đó, người có Unicode và Euda. Chứ bây giờ nghe cái tên ngu ngốc như thế trong đời. Có lẽ tôi nhầm rồi. Chúng tôi được gọi là nắm đấm bất diệt. Cái tên tốt hơn đó. Thôi đúng đấy, chúng tôi đã nghĩ ra nó. Mọi người đều thích nó, không biết tại sao Unicode nói dối bạn như vậy. Chắc là ghen tị với sự sáng tạo của bạn thôi.
À, tất nhiên là có, không chỉ là điều đó thôi đâu. Dù sao đi nữa thì tôi rất muốn nghe một câu chuyện về chú tôi, những cuộc phiêu lưu của nhóm anh ấy. Thật là trùng hợp đáng ngạc nhiên, tôi rất thích dành thời gian để kể những câu chuyện xưa như thế bên đống lửa bập bùng. Không, để lại tài sản của tôi quên nó đâu rồi, ông này cũng cho anh mình thôi. Hồi nào nó chỉ tốn một chút thời gian thôi, một khoảnh khắc được thực sự, để cho tôi biết chú tôi là người như thế nào, là thế nào để trở thành bạn nhóm mà đợi anh đầu phít nắm đấm mà bất què bất diệt. Không biết tôi đã làm gì à? Unigod thì chưa có kể đến phần đó. Tôi làm miếng nước đã, chữ nhiều quá. Được rồi, im lặng và cố gắng bớt khó chịu hơn đi. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Mọi chuyện thì từ khi Odin rời khỏi nhà nhé. Anh ấy 18 tuổi nếu tôi nhớ không nhầm. Cái tên khốn không minh đó như một con cá quá lớn. Nơi sinh ra của hắn và hắn biết điều đó, rời đi ngay khi có thể. Nhưng sự không minh ở độ tuổi trẻ như vậy luôn có hai ý nghĩa, đó là kiêu ngạo và nóng nảy. Kế hoạch của anh ta là bắt đầu một cuộc phiêu lưu lớn. Nghe thì khá chi tiết nhỉ, một con đường như thế thể được lát bằng những bộ xương của những đứa trẻ đó mà ngu ngốc. Không ai số họ là Aodan, dù sao đi nữa anh ta đã lang thang nhiều ngày, nhanh chóng biến hình nhiều tầng. Và khẩu phần ăn của anh ta nhanh chóng biến thành cát bụi, ít nhất hồi đó anh ta mà một hơi xăng vô dụng nên có quả mọng và đấm và tất cả những gì anh ta có thể kiếm được. Rõ ràng anh ta rất cần tiền. Anh ta đi ngang qua một trang viên nơi những vườn cây ăn trái rộng lớn trông giống như một đại dương. Aodan đã tìm được một số công việc ở đó. Một tuần lao động trôi qua, anh ấy tay nổi đầy mụn nước, da đỏ bừng vì nắng nóng thiêu đốt và đầu gối đau nhức. Chú Rúp, tao đang kể chuyện, mày muốn tao kết thúc liền không? Tao đang ở đâu phải rồi? Lúc đó thì anh ấy đã kiệt sức bởi công việc mà anh ấy đã làm, đi đến lãnh chúa các trang viên với nụ cười trên môi để thu tiền. Bụng anh ta đã đầy ắp những ảo tưởng và tất cả những món ngon mà anh ta mơ có được nó. Tất cả những điều đó bị hủy hoại bởi bàn tay của anh chúa, tẩy và gầm vài đồng xu cho bệ hại. Chắc là quỵt lương thôi. Aodan rất tức giận, đã chia phần nhỏ trong số tiền lương mà lẽ ra anh ta phải được nhận. Đã bắt đầu la hét cho mặt lãnh chúa đòi lại được quyền công lý của mình. Nông dân chỉ là gùi theo những tên lãnh chúa mà thôi, những con côn trùng đáng kinh tởm nó có thể thay thế được. Giờ bạn sẽ làm gì với một con gùi vô vây quá là to? Cả hai đồng bàn tay của lãnh chúa đập vào tay Aodan bằng sức mạnh của một con bò. Thì Aodan nhanh chóng ngã xuống đất, vệ sĩ của lãnh chúa ném ta ra khỏi trang viên như một mớ túi rác. Anh chậm vài đồng xu thảm hại đó, trong khi bị làm như vậy thì tôi có thể nói thêm, Aodan mới lấy lại được khính giác của mình. Tối hôm đó, rồi bắt đầu cái công việc trả thù. Chú của mình là một chiến binh có năng lực khi tôi ông ấy 15 năm sau, nhưng lúc đó anh ấy đã không về lại, anh ấy biết đến canh xe tàn sát anh ấy nếu anh ấy đến gần. Vì vậy anh ta cần người một cách để thực hiện sự báo thù của mình. Aodan luôn đầy tham vọng nhưng lòng căm thù đã thúc đẩy anh ta hơn bao giờ hết. Điều gì xảy ra tiếp theo là tôi chán cuộc trò chuyện này rồi, cút đi. Anh không thể bỏ rơi em như thế này được, má cái phần mềm nó dịch. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, cút đi, tôi có gì phải làm. Bây giờ là mình phải giúp ổng thì ổng mới kể chuyện tiếp, giúp tôi. Rồi. Đây, lấy cái xẻng này, một điều tào lao để làm được. Có những mỏ đất sét phía sau, đến đó đào ít đất sét. Những đồ gốm à, tôi đéo cần giải thích với mày đâu thằng nhóc, đó là mục đích y tế thôi. Ok, bây giờ phải đi đào đất cho nó. Cũng đưa mình cây sản rồi. Cây sản này của mình từ đầu mà không có đưa đâu, không đưa mình cây sản gỗ nè. Đào xong cái gãy cái sẵn luôn thiệt, con game gì mà hồi xưa cha ông chúng ta làm mấy công cụ này xài mấy chục năm, bây giờ vô game này rồi bới bới vài cái là sạch luôn. Đây, đất sét không đây,
Có rồi, đây, xét đây. Được rồi, như tôi đã nói, Odai Vương 7 là một chiến binh giỏi, anh ta không có tiền cũng không có mối quan hệ, nhưng anh ta có một điều đó là khả năng khác thường, là bạn thấy đấy. Ngay từ khi còn nhỏ, Aelan đó là một kẻ nói dối cực kỳ giỏi. Không có lòng bàn tay đổ mồ hôi, không có giọng nói khàn khàn, thực ra là thực sự không có lời nói nào, bình tĩnh, hơi thở đều đặn, ánh mắt luôn nhìn nhau. Cuối cùng anh ấy có thể xử lý được mọi loại áp lực, ngay cả khi trong tình huống điên rồ nhất. Ban đầu nó không phải như vậy, anh ta không cảm thấy có áp lực khi nói dối, không có căng thẳng nào đối với anh ta, đó là điều tự nhiên như là hít thở vậy, hoàn toàn không có sự hối hận. Nghe thú vị đó. Rồi không có ngắt lời nó, nói chuyện tiếp đi. Anh ấy đã nghĩ là một kế hoạch cực kỳ ngớ ngẩn và thực tế đến mức khó tin rằng nó lại hoạt động được. Anh ta thuyết phục người hỏi mai ghi chấn lần đó là mang cho mình một bộ quần áo xứng tầm với những quý tộc giàu có, vải tốt, sợi tơ, đặt tên cho nó rất là đắt. Thì giống như cái ông mà bạn cũ hồi nãy ở trong làng, chồng của cái bà mà bán quán đồ ăn, có nói là cái ông chú của mình thay vì mà đi vào cái cửa cho hiệu trộm thì phải đánh gục đến canh hay là đến lúc đó, thì cứ đường hoàng đi thẳng vô và ra lệnh mở cửa đó. Thì ông này ông kể là một câu chuyện cũng giống vậy luôn, rất đơn giản, yêu cầu anh ta không trả tiền cho việc đó. Aldan không phải tên trộm, ít nhất là theo cái nghĩa truyền thống của cái từ này. Giả là một người giàu giống mà siêu lừa đảo Anna. Anh ấy bước thẳng vào, không có ai nghi ngờ. Chết tiệt, tôi là người đầu tiên chuẩn bị nghi ngờ một điều như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến kiến cái điều anh đó anh ta làm hàng trăm lần sau đó. Dù sao anh ta đã đi thẳng vào lâu đài và bắt đầu kế hoạch của mình. Chăn ga gối đệm cho vợ là sao? Người vợ này là của ai? Của nhà vua. Ông chú mình ổng đi ịch vợ nhà vua là hoàng hậu hả? Đó là nữ hoàng. Nói thẳng điều này, kế hoạch vào lâu đài và ngủ với nữ hoàng. Chính xác, bạn đã đúng. Đó là kế hoạch ngu ngốc đến mức ngớ ngẩn mà tôi từng nghe thấy nó thôi. Tôi đã nói với bạn rồi, nhưng nó thực sự hoạt động như một là cơ duyên. Tôi không hiểu điều gì khiến nó hiệu quả. Sau khi ân ái, anh ta mặc quần áo, cố tình để đồ lót ở đầu giường, nói với nữ hoàng rằng anh ta sẽ quay lại ngay với một ít đồ uống giải khát. Sau đó anh ta đến gặp một trong những cận vệ của nhà vua và nói với anh ta rằng anh ta nhìn thấy hoàng hậu cùng một nhóm người đàn ông lạ lẻn vào trong các căn phòng. Người đến canh trông vào và chứng kiến nữ hoàng khỏa thân lên trên giường với bộ quần áo của người đàn ông ngay bên cạnh. Thấy khốn nạn không? Mình chịch bả xong mình đi ra mình báo cho mấy người cận vệ. Là một người hầu trung thành, người cận vệ đó báo cáo vấn đề này trực tiếp với nhà vua. Người và bạn có thể tưởng tượng rằng ông ta sẽ trở nên vô cùng tức giận. Nhưng mà anh ta không thể trừng phạt cho mình. Điều đó thì sẽ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy. Nhưng ông ta thì có thể theo đuổi người yêu của cô ấy. Thật không may cho anh ta vào thời điểm này, Aiolan đã rời khỏi lâu đài từ lâu. Cưỡi một con ngựa cái ở vùng vịnh xinh đẹp mà anh ta mượn từ người chồng. Mượn từ chuồng ngựa vào lúc hoàng hôn. Bạn thấy đấy, nhà vua không bắt được kẻ dụ dỗ bẩn thỉu, nhưng điều đó không nghĩa là ông ấy không thể chi đùng ra và tìm ra hắn. Để làm được điều đó, dấu vết duy nhất mà anh ta có thể lần theo thứ mà Aiolan đã để lại, ngoại trừ quần áo lót, một kỷ niệm thú vị dành cho nữ hoàng. Tên của anh ta, tất nhiên không phải là tên của anh ấy. Tên anh ta dùng để giới thiệu bản thân với nữ hoàng là cái thằng đầu tiên, thằng lãnh chúa quỵt tiền mình chứ ông đâu cho nó. Đó, chúa tể của rừng cây ăn quả, lãnh chúa của rừng cây ăn quả. Đúng, hiểu chưa? Thật phi thường, người đứng đầu của lãnh chúa hẳn đã rời khỏi. Thật là phi thường, đầu của tên lãnh chúa chắc đã phải rời khỏi cơ thể của anh ta rất là nhanh. Lãnh chúa thì không bị xử tử đâu, đó không phải là phong cách của Aelda. Và hậu cầu xin tha mạng cho ông ta. Thế là nhà vua ném anh ta vào ngục tối và sống hết phần đời còn lại luôn đấy. Aelda đúng là tuyệt vời. Tất cả điều đó chỉ với trí thông minh của mình và lời nói của anh ấy. Hẳn là tên lãnh chúa đã thấy hối hận vì không nên đối xử tệ với anh ta. Đừng hiểu sai về lý do, Aldan nó không vượt qua được tất cả những điều đó chỉ vì những lãnh chúa đã làm với anh ta. Bạn thấy đấy, chúa tên lãnh chúa có thể đấy là một kẻ vũ phu tàn nhẫn. Anh ta ngược đãi tất cả những người nhân viên của mình, giết cho vui, cưỡng hiếp vì thể thao hả, cưỡng hiếp vì thú tính. Mọi người thường gọi ông ta là thợ giặt quần áo vì một trong những thói quen của máy là dìm chết những đứa con hoang của mình xuống bồn ngay xuống hồ ngay sau khi sinh. Khốn nạn thiệt,
Như vậy rồi cái thằng lãnh chúa nó chết là đáng rồi đó. Đúng rồi đó, Odin thì không phải là muốn trả thù đâu, mà thực ra vì mục đích cao đẹp hơn là cần phải ngăn ông ta lại thôi. Anh ấy đã làm, không phải là kết thúc của câu chuyện. Sau khi tên lãnh chúa bị bắt thì có người đã thay thế ông ta. Anh ta hắn ta thì không có bất kỳ người kế vị hợp pháp nào. Sau đó thì chỉ có một thời điểm hoàn hảo gì đã. Một người em họ xa của lãnh chúa đã xuất hiện. Chàng trai quyến rũ với hai con mắt khác nhau. Khốn nạn. NTG. Vừa NTG vừa mà bị chay nữa là phản bội nữa. Rồi xong rồi lại là chuyển sinh nữa. Không phải chuyển sinh mà là gì vô. Cúp ngôi. Anh ta dễ dàng có được toàn bộ người thân của kẻ bị kết án. Nhưng Odin không muốn điều đó. Không phải cho chính mình. Ông ta chỉ lấy 3 túi tiền xu từ kho bạc để lại mọi thứ cho nông dân. Họ đã rất phấn khởi vì điều đó. Ông ấy vẫn được tôn thờ ở đó. Tôi thấy nói cho bạn nghe điều này. Một điều nữa. Tại sao là 3 túi? Hỏi đi. Một chiếc cho người thợ may, một chiếc cho người con ngựa và chiếc còn lại cho anh ta. Lúc đầu là mình lừa ông thợ may may cho mình bộ quần áo đẹp mà không trả tiền á. Tại lúc mà ngủ với vợ nhà vua mình đi ra thì có cướp một con ngựa đó. Thì cái túi thứ ba lên cho chính mình. Đó là cái giá mà Eldan đã làm thuê ở cái khu vườn cây ăn quả. Tôi đã nói với bạn rồi, Eldan không phải một viên tròn. Chỉ có thế thôi, anh ta cưỡi những con ngựa cái xinh đẹp của mình và rời khỏi quân vất để tiếp tục một cuộc phiêu lưu. Đó là câu chuyện của anh ấy thường kể với chúng tôi. Vì vậy, không có gì trong số đó có thể đúng cả. Nhưng đó chỉ là trường hợp của Eldan mà thôi. Tôi không thể tin được là bạn đang nói như chú tôi. Mẹ tôi thường miêu tả ông là một thương gia giản dị thành công nhưng bình thường. Tin được, méo. Nhiều lần tôi tự hỏi anh thấy có phải là người phàm không? Nó là chiến sinh nó nhập vô đó ông ơi. Chờ đã. Mục đích của nắm đấm bất diệt là gì? Mọi chuyện thì rõ ràng rồi. Vào ngày đó sứ mệnh của Eldan đã ra đời. Ông ấy biết rằng cái tầng lớp ưu tú thì rất là tồi tệ. Thối nát như thế nằm khắp trên nơi trên thế giới. Làm cạn kiệt sự sống và phẩm giá của những người dân đang làm việc chăm chỉ. Anh ta có khả năng ngăn chặn chúng ít nhất là một mức độ nào đó. Vì vậy chính xác là những gì anh ấy đã bắt đầu làm. Lật đổ những tên lãnh chúa tham nhũng và cống hiến cho cộng đồng. Nghe anh có vẻ như là một người hùng. Không phải giống như đâu. Tôi đoán là có thể như vậy thôi. Ông đã gia nhập nhóm như thế nào? Ông đang hoạt động solo cho đến khi gặp mà Unigod. Những ngón tay có con chuột nhanh nhẹn đó có thể hoạt động ở lưỡi mà là ở những nơi mà cái lưỡi Iodan không thể làm được. Tức là Iodan chỉ có khả năng chém gió thôi. Nhưng mà nói về mặt kỹ thuật như móc túi trộm cắp á, thì cái ông mà trưởng làng hồi nãy á, cấp phép cho mình á, thì ông đó mới là trình cao hơn. Sau đó họ cần một người những người tài năng khác mà họ cần thiếu như là sức mạnh nam tính dũng cảm độc lập, sức mạnh và sự chính trực, tức là đang tả bản thân ông đó. Nghe không tả rồi. Sức mạnh nam tính dũng cảm độc lập khỏe khoắn và chính trực. Họ đã tuyển dụng những người giỏi giỏi chức lúc đó thì tôi đang có rất nhiều công việc. Nhưng tôi đã cho họ một cơ hội và bắt đầu tạo ra một sự khác biệt. Tôi không khích phê phan đâu. Tôi rất để ý, đúng là anh rất là khiêm tốn đến tận xương tủy luôn á. Khen đi. Những người ở trình độ của tôi thì không cần phải phê phan về kỹ năng của mình. Ừ, được. Dàn thật thì không sợ lửa. Giống như có câu chuyện nói về mà bốn con chó. Cuộc thi mà giữa con báo và bốn con chó đó. Người ta nói con báo chạy nhanh nhất. Nhưng mà liệu mà một con báo thì có nhanh hơn ba con chó săn tốc độ cực nhanh hay không? Thì lúc mà thi đấu á, người ta bỏ cả con báo và ba con chó săn nó vô chuồng thì coi con nào nhanh nhất. Lúc mở cửa ra thì ba con chó săn thì nó chạy rất là nhanh luôn. Nhưng con báo thì nó chả thèm quan tâm gì cả, nó chỉ nằm đó nhìn nhìn thôi. Tại vì nó biết là trình nó quá cao rồi. Bạn là người tôi đã nói chuyện nhiều nhất trong vòng 5 năm qua. Đến lúc bạn phải đi rồi. Và đừng bao giờ quay lại nữa. Đừng bao giờ. Ok, lại đây nghe ông kể chuyện thôi. Rồi, mình đi xúc một miếng mà đất sét nữa. Như vậy. Cái gì cái nhìn ở bức tượng con hươu cái méo này nó nhiều vậy nè. Mẹ
Đây một đống nữa nè. Là sao? Chơi muốn đuôi đúng không? Gom hết. Bên này có chai rượu nữa hả? Có khi nào dưới này nó có kho báu gì không? Đây nữa nè. Trời đất sét nặng quá không được rồi. Đất sét nhà mình cũng còn. Xẻng gỗ thì chắc không cần đâu. Mình có cây xẻng mà kia ơi. Xẻng đồng rồi. Hai cục đá 2 kg à. Chết là về kịp không ta? Nhà mình đâu vậy? Trời mình nó múc trên này lắm. Đi xa dữ thiệt á. Lỡ anh chắc chạy qua bên đây luôn. Đi, chạy qua bển luôn đi. Đúng đường không? Đúng rồi. Vô nhà ông này loot được cái gì không ta? Méo có cái gì cả. Có gì thôi. Đây, xuôi theo cái con đường mòn này là tới rồi. Trời mới xế chiều thôi, chứ chưa đến mức tối tăm quá. Sao lại có cái xe bị vỡ ở đây đó? Dao đá thì mình có một cây rồi. Cái trọng lượng của mình nó thống kê ở đâu ta? Đây, 35 không nặng quá rồi. Ăn miếng thịt bò. Ăn 2 miếng đi. Thôi đúng đường gì? Đúng đúng đúng. Game chạy bộ 1 cây số trời. Không, Nada bên kia lận. Ghé qua Ganika này thôi. Coi bệnh có cái quét gì đó. Kìa con nai rồi, con nai rồi. Mình không muốn chế được cái cung hay cái nỏ gì ta. Ừ, khó lại gần lắm. Chắc là phải có cái cung mới được, ít nhất là phải là cái cung. Không có thấy làng mạc hay đâu trời. Đi lọt rồi, xuống hướng này mới đúng.
Đây, thấy ngôi làng rồi. Chim bồ câu. Trong làng này sẽ có người đưa cái nhiệm vụ cho mình. Đây, Gimiga đây. 19 tuổi hả? Có chồng chưa? 19 tuổi có chồng rồi. Tôi khác nhưng lại thiếu nguyên liệu chính cho món đồ yêu thích của mình. Đó là quả mọng. Rồi, quả mọng thì có luôn. Đây. Bà nó cho mình một cái túi đơn giản. Còn ai trong làng này có thể đưa mình nhiệm vụ nữa không? Bây giờ mình đã có kiến thức sinh tồn rồi. Vẫn tăng cái điểm này thôi. Ừ, cái điểm này cũng ngon nè. Nó tầng 2 đó. Tầng 2 là cái này à. Đây 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 đây. 25 tuổi nhìn cũng sắc quá ha. Em này sao? 19 tuổi. 19 hay 25 anh em? How do you do? 25 này nhìn cũng có nét lắm. Nhưng mà cưới vợ này hơi xa nhà anh tí. Khoan khoan khoan. 223121. 223121. Thì hơn em này tới 2 điểm lận. Không. Thằng bên này nó mới ngon à. 12321. Bây giờ tính tổng đi cho nó dễ ha. Ủa. À. Tổng thằng này là 6 với 6 là 12. Còn em này là 6 với 5 11. Thôi tán em này đi. Tôi nghĩ bạn nên đi tắm chứ. Đó. Mình đã mời em nó được về con nhà rồi. Rồi, đi về nhà trước đi em ơi. Có ai ở nhà không? Trong rỗng. Tưởng nói em này lội bộ về tới nhà mình nó bển à. Thiệt luôn ha em. Bây giờ mình chạy bộ về nhà. Chạy bộ về trước khi là trời sáng luôn á. Đúng đường không? Tới đây qua cầu rồi tới nhà. Nhà anh nằm dưới gầm cầu luôn á em ơi. Bây giờ nhà mình thì có một người, khẩu phần ăn cũng là một người luôn. Nước cũng là một luôn là sao ta? Thì cái bên kia cũng là một luôn. Trái phải. Bên trái. Đúng trái mà ta. Đúng rồi, phía trái đi thẳng thôi. Tới đó là quẹo phải. Đây. Còn xa lắm.
đi qua cái làng bên cạnh tán gái luôn. Tưởng là mấy gái độc thân thì sẽ ngồi ở đống lửa. Linh miêu hả? Linh miêu là động vật quý hiếm đó nha. Thời trung cổ thì không biết sao chứ mà hồi giờ bắt được con là cũng tiền không á. Sắp về tới nhà rồi. Đây nhà anh bên kia cầu. My home, I'm coming. Đó, anh em thấy túp lều tranh lý tưởng chưa? Nhìn phong cảnh nó hữu tình nè. Ngủ giường đói liền. Ủa em kia chưa về tới nè. Ba cái hoa, ba cái bông gì có khách đi. Không, ba cái này chắc xong nhiệm vụ rồi. Mấy cái này hình như là bên decor thôi chứ nó không có mang cái tính gì vô đây cả. Trăm hai mươi lăm mét còn cái này 117 mét cái gần trước. Ông này tài xế công nghệ nè, cái làng mình toàn đực không à, không có một miếng gái nữa. Không, em nhìn thôi chứ có đụng vô đâu. Sao trầm tư với ông Unigod? Ngọt ngào giống như một đội mật ong thì đúng rồi đó. Nó Samboy dành cho mình. Đúng là khả năng kể chuyện tốt thiệt, giống như đọc một quyển sách tấu hài hay tiểu thuyết gì đó. Có lần thì tôi thề anh ấy đã hơn một năm không nói một lời nào. Nhưng chúng tôi ở bên đống lửa, anh ấy nhớ là một giai thoại nào đó, cười lớn và bắt đầu kể một câu chuyện của mình. Từ một người câm hoàn toàn, anh ta trở thành một người chủ trì của cái lễ hội đó. Câu chuyện bắt đầu đến mức thì khó có thể mà không thể không nghe được. Anh ấy thậm chí còn lồng tiếng cho từng nhân vật. Nhưng sau khi nói xong thì anh ấy lại im lặng vì chưa bao giờ hiểu hết khía cạnh đó của anh ấy. Một thiên tài sân khấu bị mắc kẹt trong một cơ thể của một đôi vật gấu. Anh ấy yêu cầu tôi đưa cho bạn một thứ này. Đó là cái gì? Cái bánh sandwich đốt ngón tay. Nghe giống hình như Sambon có giao hàng không? Muốn làm vậy không? Chắc chắn rồi. Có những gà thích đấm vào mặt thôi, xung quanh không lũ được biến tính nữa nó. Đó không phải là một kỷ niệm dễ chịu, nhưng tôi tin rằng bạn xứng đáng biết được toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi đã không tuyển dụng anh ấy. Tôi đoán là chúng tôi làm vậy, Iodan đã làm, nhưng đó không phải vấn đề lựa chọn. Khi Iodan và tôi bắt đầu cùng nhau thực hiện sứ mệnh của mình, thì chúng tôi đã khá thành công, mọi việc diễn ra rất là suôn sẻ, thậm chí rất là dễ dàng. Chúng tôi đã làm được rất là nhiều điều tốt, mang lại nhiều nụ cười xứng đáng trên khuôn mặt những người bị áp bức.
Đó là đúng, chúng tôi mất cảnh giác mà thôi. Có một hội bí mật được thành lập bởi một số hiệp sĩ và năm tứ cấp cao, chúng gọi là người bán hàng, bọn lũ khốn nạn và vô lương tâm. Công việc sinh lợi nhất của họ là bán món hàng hóa sống. Và tôi nói nó không phải là nói về động vật đâu, chắc chắn là nô lệ mà thôi. Đó, chế độ nô lệ bị cấm ở Vương quốc, nữ hoàng đã kiên quyết về điều đó. Người bán hàng có những quy tắc riêng phải tuân theo. Họ nhốt món hàng hóa giống như một số là gia súc, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, buộc phải chiến đấu với lũ chuột để giành lấy khẩu phần ăn ít ỏi mà họ được cấp trong căn hầm ẩm ướt nơi mà họ bị giam giữ. Họ rất thích số lượng hơn là chất lượng, vì vậy họ không quan tâm đến bệnh tật và họ cũng không có xu hướng quan tâm đến những vết thương. Đôi khi họ mất hàng tuần mới đưa được xác chết ra khỏi lồng. Sự sống sót của kẻ mạnh nhất, hay đúng hơn là tồn tại trong lâu hơn những kẻ kém may mắn mà thôi. Nó đơn giản là một việc khủng khiếp. Nếu bạn hỏi tôi, tất cả những cái hội chết tiệt đó đều đáng phải chịu một cái chết tàn khốc và từ từ, nhưng đó không phải là cách mà chúng tôi vận hành. Theo Adam đã nói rõ ngay từ đầu, chúng tôi không bao giờ được giết người. Đó là quy tắc quan trọng nhất. Giống Batman đúng không? Dù sao thì chúng tôi đã đưa được mọi người ra ngoài. Những toa tàu đầy những người là những người bệnh tật, ngay cả lũ ngựa cũng đã cúi khóc, đã cúi sắp đầu mà than khóc. Sự tuyệt vọng trong không khí thậm chí còn độc hại hơn cả mùi hôi thối của thịt, của những tảng thịt thối rữa, vết thương thối rữa. Trong tất cả những điều đó thì tôi đảm bảo an toàn cho bản thân là trên hết. Chúng tôi bị bọn lính đánh thuê bắt và đưa chúng và đưa tôi vào phòng tra tấn, một nơi khủng khiếp, còn có những một căn phòng còn tệ hơn cả nằm ở bên trong. Những kẻ bán hàng không có tâm trạng kiên nhẫn nên đã phải tra tấn tồi tệ nhất của những món hàng của mình ngay lập tức. Tôi kinh hoàng, thực sự quá đá, gần như không thể thở. Eldan thì không nói một lời, chỉ nhìn tôi. Đôi mắt anh thư thái tập trung, nhận ra rằng anh ấy cũng muốn tôi bình tĩnh, nhưng tôi không thể. Anh ấy đã đi trước một bước. Game này chữ nhiều quá. Làm miếng nước thôi. Kẻ tra tấn đã trói Aidan vào một cái ghế, gọi là Aidan đi, Aidan, và bắt đầu đu đưa nắm đấm của anh ta giống như những cái đe. Mỗi cú đánh vào đầu đều gây chảy máu hoặc là gãy xương. Trong vài giây, khuôn mặt của Jordan trông giống như một cục máu đông vậy. Điều duy nhất xuyên qua đó là nụ cười anh ấy. Một trong nhiều lần tôi tự hỏi liệu anh ấy có phải là con người hay không. Kẻ tra tấn nhanh chóng nhận ra rằng anh ta cần những con cừu khác cho một mẫu vật độc đáo như vậy. Hắn đi lấy một lưỡi kiếm của mình. Đó là lúc Jordan bắt đầu nói. Anh ta đưa ra những lời đề nghị hết lần này đến lần khác. Những kẻ tra tấn thì cứ tiếp tục mà cắt vào thân của anh ta giống như đang chuẩn bị một miếng bít tết để nướng. Khối rất nhiều máu, tôi có thể ném được nó trong miệng. Tôi muốn gắt đi, muốn chạy trốn khỏi đó nhưng tôi không thể. Tim tôi đập rất là nhanh. Kẻ tra tấn đột nhiên dừng lại, anh ấy nhìn tôi và nhìn Jordan. Đương nhiên anh ấy nói, nếu bạn nói dối, bạn sẽ thấy tôi làm điều tương tự với anh ấy. Cái câu này là sao ta? Tôi sắp nôn nhưng Jordan với lực đầu anh ấy đã cởi trói cho cả hai chúng tôi và giúp người cho chúng thoát. Trên đường đi thì chúng tôi có rất nhiều lính đánh thuê hơn, được trang bị vũ khí hạng nặng, không ai ngăn cản chúng tôi. Ngay cả họ cũng sợ anh chàng đó. À, cái thằng cha tấn nó nhìn vô Jordan á, nói một câu là nếu mày nói dối á, thì tao sẽ làm cái điều tương tự với tên còn lại. Chúng tôi đã trốn thoát, chính xác hơn là chúng tôi đã sống sót nữa ra được ngoài. Vết thương Jordan thì không lành trong rất nhiều tuần sau đó, cả ngay cả khi đã lành thì nó vẫn để ra những cái vết sẹo trông rất nặng. Một chuỗi thư được khâu vào da, cái chữ thư này gọi là cái vết gạch đó thì đúng hơn. Giờ tôi đã hiểu tại sao Sambo không muốn nói ra sự thật, nghe có vẻ rất là khủng khiếp. Cơn mộng đêm đó nhưng chưa bao giờ dừng lại thôi, bị bắt thì tra tấn luôn, khổ dữ gì. Tiền bạc. Vậy là cái thằng hồi nãy á, là cái thằng ăn tiền của mình, cũng là thằng gia tấn chúng mình luôn, không tốt lành gì mấy. Đó không phải là cách Jordan làm thôi, anh ta là một kẻ nói dối bậc thầy, nhưng khi anh ta nói thật với ai đó, anh ta không bao giờ lùi bước.
Ngoài ra sau này chúng tôi phát hiện cái bản chất của Sambol không phải là kẻ ác. Hắn chỉ là một cái người lính mà thôi. Thì yêu cầu của cấp trên thì tra tấn thì cái thằng Jordan nó sẽ làm, của cái thằng Sambol nó sẽ làm. Anh ấy chỉ là một người lính thực hiện những yêu cầu được đề nghị với anh ta. Jordan thì đã dành hàng giờ để nói chuyện với anh ấy, giải thích các quy tắc ứng xử của chúng tôi. Sambol chưa bao giờ phá vỡ bất cứ cái nào trong số chúng, không một lần. Thì thằng Sambol hồi nãy đó là thằng tra tấn Jordan với thằng này luôn, tra tấn một cách tàn bạo luôn. Nhưng mà nói chung thì đó cũng là yêu cầu cấp trên mà đổ xuống, thì nó tuân thủ lực, tuân thủ một cách là tuyệt đối luôn á, hầu như là không bao giờ mà bất tuân một cái lời nào, cho đến khi thằng Jordan nó yêu cầu cái mức tiền lớn hơn. Thành thật, tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ gặp phải những điều như vậy thôi. Tôi đã trải qua rất nhiều sau gần ấy năm. Đó là điều tôi mong nhớ nhất là... Điều tôi mong muốn nhất dành cho cậu mà thôi, một cuộc sống ổn định và nhàm chán. Tôi không phải loại là người dễ chán nản, luôn muốn làm một điều gì đó. Chọn cái một đi, cho nó có tình huống, có tiến triển chứ. Tình huống mà tiến triển thì nó mới hấp dẫn, chứ gặp tôi là tôi chọn cái hai đó. Thôi. Tôi cần đến Bogola thì Maida lấy lại đứa hái. Mới đi từ đó về mà ông. Rồi rồi, mình mới đi từ đó về. Ra ngoài đi. Chú ra ngoài đi. Con coi trong cái gương chú có cái gì không. 15 tiền 4 củi, thôi không lấy đâu. Con này không, cuộc đời không khó khăn. À bên đây, hàng xóm của chúng ta thôi. Chạy qua cái đó tới. Ủa quên, mình còn cái đơn hàng đó. Tham 4m như đây á. Nè bánh mì của cháu nè. Dán à, cái sở thích. Cúi đi Âu nhanh cái gì? Đa bo. Trong cháu rất là mạnh mẽ với độ tuổi của mình. Cháu đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành một hiệp sĩ chưa? Đó giấc mơ của cháu thôi. Cháu không phải là một hiệp sĩ hay không? Không, nhưng tôi biết rất nhiều về họ. Chú có thể nói rằng nhiều người trong số họ đã bắt đầu học cách chiến đấu bằng kiếm gỗ ở độ tuổi của cháu. Cháu có thể kiếm được một thanh kiếm như vậy ở đâu nếu như không phải là một hiệp sĩ? Tình cờ là chú có một cái bên mình và có thể đưa nó cho cháu thôi. Vì rõ ràng cháu rất xứng đáng với điều đó. Cháu rất là vinh dự. Nó có thể không dễ thấy nhưng chắc chắn là một vũ khí tập luyện rất tuyệt vời cho một hiệp sĩ đầy tham vọng như cháu trong tương lai. Nó hơi giống một cây gậy bình thường để gây ngạc nhiên cho đối thủ, gây bất ngờ cho đối thủ. Và cháu biết hiệp sĩ còn làm gì khác ngoài việc chiến đấu không? Cưỡi ngựa à? Đúng vậy, trên hết họ đảm bảo cho họ bảo vệ phụ nữ trẻ em khỏi nguy hiểm và đảm bảo rằng không có sự tổn hại nào đến với họ. Nghe có vẻ như rất nhiều việc. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất là tinh thần của hiệp sĩ. Được rồi, cảm ơn vì thanh kiếm. Dù không phải là hiệp sĩ nhưng bây giờ cháu sẽ bảo vệ những người cần giúp đỡ. Không có gì. Một cậu chú trẻ trong tương lai. Không có gì đâu. Mình vừa tiêm nhiễm vô cái đầu thằng bé là cái ý tưởng kỳ quặc gì đi. Ủa? Ủa hồi nãy cái mà sao đọc cái vụ này thấy lạ lạ đó. Vậy là bà mẹ với đứa con. Đó. À, không phải là anh trai cô ấy đâu, mà cái thằng nhóc đó là em trai của con nhỏ kia, thằng này nhờ mình đi giúp. Hồi đầu game nó dịch tầm bậy tầm bạ làm tôi đọc hiểu bậy luôn. Rồi. Chỉ gặp nhau đúng mà đúng thế mà thôi.
cộng 10 danh tiếng. Đó, mình bắt đầu nổi tiếng với số bá dân làng này đó. Ủa cái gì đây? Trạng thái nhà gì vậy? Tâm trạng trừ 22 hả? Em này đâu vậy? Trời vẫn còn đi bộ qua đây. Mình có lỗi với em ấy quá. Xây nhà cho em ấy được không? Xây cho mấy căn nhà nữa. Còn thôi thì mình ngủ chung với nhau. Một ba một hai hai hai. Anh đi này ngon nè. Mới 22 tuổi à? Cũng còn có khả năng ngon lắm. Ok, mình đã được hai dân làng. Trời ơi, cái cây nó đè mình nửa cái máu luôn. Hóa ra con game này có cây đè nữa. Cây rìu của mình sắp gãy nữa rồi. Trời, có tay chân nó dơ kìa. Làm sao mình đi tắm được ta? Hồi nãy mình tán em kia là nó kêu cho mình đi tắm. Mình bẩn thỉu quá. Đủ chưa? Nặng dữ rồi đó. Thiếu một cái. Khổ quá, đi làm nông. Mới giai đoạn xây nhà cho mấy thằng dân của mình mà nó vất vả như thế này. Sao tụi nó không tự xây ta?
Ừ, dù sao xây cái nhà này thì cũng có đầy đủ tiện nghi. Chắc là tôi lấy cái nhà này luôn, cho cái nhà ở dưới bờ sông nó cho hai đứa nó chứ. Game này giống là cái game nhập vai nhiều hơn. Một hai nè, ba nè, bốn năm nè, sáu bảy nè, tám chín nè. Chặt cái chuỗi khu rừng luôn rồi trời. Điều sắp gãy nữa. Ăn tí gì đó. Mình ra bờ sông uống miếng nước, ghé vô cái nhà cũ lấy một tí gom. Gom gạ thì nãy mình gom nhiều lắm. Kìa, hai người đang đứng đợi mình kìa. Đừng có bỏ đi nha. Một người thì đó có khuôn mặt quạo rồi. Maybe if I pretend that I'm busy, how is life treating you? No one will notice that I don't have a job. How do you do? Trừ 37% rồi. Ừ?
mình có nhà mà. Giao nhà. Không có nhà nào trên kỳ dưới đó. Nó quạo vậy. Chết rồi. Sao vậy? Dũng bỏ đi nha. Đợi anh xây xong cái nhà này cho cưng. Tuyển nhân viên mà mình phải cấp cho nó bất động sản luôn. Thiếu hai gom rồi. Đủ rồi. Thiếu 6 gom, một gỗ. Từ từ, tí nữa có nhà. Trong này không có gỗ hả ta? Rồi đi chặt cái cây nữa thôi. Nãy bị gỗ đè mất nửa máu, không có thời gian nghỉ ngơi luôn. Làm gì cực như con dồi á. Rồi đủ chưa? Ok. Đó, có nhà cho mấy cháu luôn rồi đó. How are you? See you around. How can I help you? See you soon. Bây giờ tắm là tắm bằng lúc nào vậy? Phải làm sao để có được cái tấm ván rồi đó. Đây mình mới tiếp theo mới đi làm nông được. Cái vỏ đang lát là sao ta? I hope our king is going to reign as long as possible. Dạng như để đồ thôi. Oh, it's you again. Nó quạo dữ này. Trừ 19 này. Đó, nhà của mày đó. Bây giờ nó chỉ vô đó nó ăn thôi. Không có thức ăn, không có nước, không có gỗ là mình phải làm gì? Cung cấp cho nó hả? Nè còn mấy quả táo này ăn không? Bánh mì nữa nè. Hình như mình mời dân hơi sớm rồi.
hy sinh thôi. Cái này về sau chắc mới quản lý. Hiện tại thì mình không biết cách làm. Sorry. Hiện tại anh còn nghèo lắm. Quên đó, đi qua làng bên kia làm cái gì á? À đây đây đây. 154 m. Xin lỗi các em. Nó bắt họ đi từ cái làng bến qua đây luôn trời. Ác như cóc vậy. Xong rồi đuổi nó về. Xây xong cái nhà cho nhìn nó chứ. Nhưng mà biết sao được. Miệng cái miệng ăn của mình lo còn không nổi nữa mà. Có chồng rồi, có chồng rồi, đang quản chồng nó bên mình. Đây, trả anh cuốc, trả cái lưỡi hái đây. Lưỡi hái được của tôi rồi, làm gì để lấy được cái lưỡi hái thôi, hoặc là chơi cái trò chơi gì đó. 40 tuổi à, bà này trò chơi gì? Trò chơi khiến ngu hết mất hết tiền, trò chơi câu đố. Chơi như thế nào? Đơn giản thôi. Kể cho ba câu đố trả lời đúng hết thì được. Mày sai lầm trả giá. Nếu tôi thua là cái gì? Lần này nhẹ nhẹ tay thôi. Không có gì hết. Mất cơ hội nhận được cái lý hái miễn phí thôi. Bây giờ thì cứ lưu game đã. Rồi, chơi. Chỉ. Ủa? Mình bấm bắt ra cái là không chơi được lại cái trò nữa. Khốn nạn gì đó hả? Game này nãy giờ chơi bao lâu rồi vậy? Hai tiếng rưỡi rồi. À, từ lúc mình đi qua đây cũng không sao. Cũng mới đây thôi, không có gì đáng lo cả. F5 là lui nhanh giống mấy con game khác. Cái gì biến mất ngay khi bạn nói tên nó? Đương nhiên là năm im lặng. Cho tôi ăn thì sống, cho tôi uống thì chết. Nó là cái gì? Ngọn lửa. Bị giỏi không biết canh rồi, nhưng có thể đoán được cái cuối cùng này không? Lắng nghe thật kỹ. Tôi có thể bay nhưng tôi không có cánh. Tôi có thể khóc nhưng không có mắt. Bất cứ nơi nào tôi đi, bóng tối đi theo. Tôi là một đám mây. Đám mây khóc và không có mắt thì nó là trời mưa. Bay không có cánh thì mây nó bay. Nơi nào tôi đi, bóng tối đi theo. Đó là cái bóng của đám mây. Đơn giản. Trời ơi, đơn giản. Coi làng này có cái gì cho mình chơi không? Có cái đống lửa nào để mà gái nó tụ tập lại không? How are you? 24 tuổi. Không có quà gì hết. Điều mới 5%. Điều mới 10%. Điều mới 15%. Have a good day. Ok, bye bye em. Đi đường bên đây nó gần gần hơn, vẫn gần hơn. Đi về ngủ luôn. Mai thì đi trả cái cuốc trong kia.
Tôi thích cái nhà này hơn. Chắc tôi lấy cái nhà này đi. Không chơi cái nhà dưới đâu. Nhà dưới đây như cái chòi vậy. Trời mưa hay gì. Trời mưa ơi. Trời mưa anh này vẫn đứng đây vậy hả? Đáng lẽ nên làm cái chòi cho anh á. Làm cái chòi cho anh đứng trong thì nó đỡ hơn. Tại vì đứng ngoài trời như vậy. Làm cái NPC ở đó hơi kỳ. Gọi là không có guild đích tích. Đây, người hái về nè anh. Kể đi. Bỏ sót một số chi tiết nào nữa chứ. Ông này ông thua độ cho cái lưỡi hái cho cái bà nãy á. Nó bắt mình đi lấy. Với trí thông minh của tôi là cái gì nữa. Đó, bạn thông minh hơn tôi có nghi ngờ gì không? Đừng tự mãn thế. Samboy đang tìm mình. Phải. Đôi mắt buồn cười và khuôn mặt ngốc nghếch. Đây, tôi sẽ đi tìm máy thôi. Cái gì? Samboy đâu? 720 cây cái nó vẫn là làng bản mà thôi em biến lắm không làm gì kệ không ngỗng cái ngỗng đực ngỗng con thì nó có 2 mấy đồng thôi nhưng mà mình chưa biết cách nuôi chồng bây giờ mình làm cái gì bây giờ. Liệu anh ấy có giết tôi mạnh hơn nếu tôi phớt lờ lời kêu gọi anh ta không? Thôi ngày mai đi gặp mai mốt gì đi. Mình cần phải hâm nóng là sao ta? À mình bị lạnh. Vô đây mua. Ủa? Bán hàng đâu vậy? Bà chủ. Chủ quán đâu tiêu vậy? Tôi thì rất thích nấu ăn trong cái game này. Nhưng mà hiện tại mình nâng cái gàn ở đây. Cái này mình còn 1 điểm. Trời mưa này thì mình nên lội qua bển gặp nó luôn không ta? Thôi, hôm nay ngừng tại đây đi. Có gì mai mốt thì lội qua bển gặp Sambo đó. Giới thiệu với anh em là căn nhà đơn giản của tôi, một túp điều chanh, 2 cái tim vàng. Bây giờ để coi nhiệt độ nè thì nhiệt độ mất sức thì có thể thay quần áo hay là làm cái gì đó quần áo đâu ra mà thay ô mình chả nấu được cái gì cả cái nào cũng phải cần có thịt cái bát gỗ nấm bắp cải cà gót củ hành trứng sữa chua bột yến mạch lúa mạch đen quả táo lúa mạch đen quả mọng nói chung là mình vẫn chưa có nấu được cái gì cả thậm chí nấu thịt thôi cũng không có luôn cá chó là con gì trời đen mặt mà
Cái này là cái giếng mà. Cái hoa lê á. Cái phao chứ. Phao. Chừng nào đủ 100 thì mới xây được cái này. Để nâng cái làng của mình lên. Săn bắn thì mình... Nhà nghỉ săn bắn là cái quái gì ta? Tám cục đá, ok. Cái mỏ đá, nãy mình nhớ một cái mỏ đá đâu đây. Lượm mấy cục đá nhỏ xíu như thế này mà cũng bị nặng nữa. Sự thành lập đó nhé, lấy bốn gỗ nữa, một đống gỗ chứ không phải là bốn đâu. Chặt chuỗi cái khu rừng luôn nè. Mình bị lạnh dữ rồi. Chặt mấy cái cây ở gần nhà thì cái khu của mình nó trống lắm, làm gì nó không đẹp. Tám, 16, 24, 55.
sure is. Frosty. Tiêu gỗ nè. Gần làng quá nó không cho mình chặt cây hả? Tại sao? Chắc gần làng người ta quá. Đi về không? Sure is. Frosty. Rồi, về nhà. Nặng quá rồi. Nó đi mà nó thở oxy kìa. Cái này cái gì trời? Mỗi ngày xây căn nhà thợ này là hơi bị kinh luôn á. Thiếu một gỗ nữa. Lạnh quá, vừa đói vừa mất máu nữa chứ.
Đây, chúng ta có cái nhà thợ săn rồi. Sao nó lệch nhau khúc gì nào? Kệ, không sao, đẹp là được. Không đủ tài nguyên hả? Tường heo, bức tường của cửa sổ, giá phơi. Giá phơi mình có để thể thịt với cá lên đây làm thịt khô với cá khô. Bây giờ mình đã mua cái cung rồi nè, hết 100 tiền của mình đó. Sợi lanh là cái gì chả biết. Rồi sao giờ? Tôi bị lừa rồi. Sợi lanh này phải mua mũi tên đó chứ. Mũi tên là 50, mình còn có 3 đồng thôi. Thôi, hôm nay chắc nghỉ ở đây. Nói chung là mình có cơ ngơi rồi đó. Ngủ giấc mai tính. Ngày mai là mùa tiếp theo luôn rồi. Nói chung là chúng ta hết chương 1 của trò chơi. Như bây giờ mình có thể là cho một cái thằng coolie vô. Tôi muốn cái nhà này hơn. Làm sao để đổi nhà? Tôi không muốn nhà này, tôi muốn nhà trên đây cơ. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này rất là thú vị. Lưu nhanh cái đi. Rồi chúng ta hôm nào có rảnh có thời gian thì chơi tiếp. Diệt hóa thô nhưng mà nó cũng không có thô cho lắm. Ít ra đọc hiểu cơ bản vẫn đỡ đỡ. Dù sao con game này quá nhiều chữ đi. Như thế này là tạm chấp nhận được rồi. Game này rất là ổn áp nha. Có thời gian tôi sẽ chơi tiếp. Có một con game tương tự đó là Sengoku Dynasty nè. Thấy chữ Dynasty là biết là chứ gì. Thì có thời gian tôi sẽ chơi tiếp con game dưới với con game trên luôn. Ok, bye bye anh em.